Phần 4. Học trường dòng, bị đau và khỏi bệnh. Teresa đi học nội trú. Khi con Linh 8 tuổi rưỡi, thì chị Leonie mãn học trường các bà. Trường ký túc xá của các bà dòng biển Đức ở Lisieux, thành lập từ thế kỷ thứ 16 và là chi nhánh của trường dòng Notre Dame. Và con vào thế chân chị. Con thường nghe người ta nói rằng, thời gian học ở ký túc xá là quãng đời tốt đẹp nhất và êm đềm nhất. Đối với con thì lại không thế. 5 năm sống trong ký túc xá là thời gian buồn nhất của đời con. Nếu không có chị Celine cùng học với con thì con không thể ở một tháng mà không mắc bệnh. Thân hoa mọn này phải vất vả và khó nhọc vì đã quen bén rễ yếu ớt trong mảnh đất đã chọn riêng cho nó. Bây giờ phải sống giữa muôn hoa có rễ cục mịch, và nó phải hút nhựa sống trong một mảnh đất tạp nham. Thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã dạy con rất chu đáo, nên khi vào ký túc xá, con học vượt những đứa trẻ đồng lứa tuổi với con. Các bà xếp con vào lớp 1, mà đứa nào cũng lớn hơn con. Có đứa lên 13, 14 tuổi, học chậm, nhưng lại khéo làm cho chị em và các bà phải kiêng nể. Thấy con còn bé, mà cứ nhất lớp hoài, lại được các bà cưng, nên sinh lòng ghen tương và làm khổ con đủ điều. Vốn tính nhút nhát và đa cảm, con không biết đối phó thế nào nên đành ngậm miệng mà khóc. Nỗi khổ này con không dám phàn nàn cùng ai, kể cả mẹ. Con lại không có đủ nhân đức để lướt thắng một nỗi thống khổ ở đời, nên con tim bé mọn này ngày càng đau khổ. Nhưng may thay, cứ đến chiều tối, con lại được sum họp với gia đình êm ấm, tâm hồn được thảnh thơi. Con nhảy lên gối ba, khoe ba những điểm bài và cái hôn của ba làm con quên hết ưu phiền. Thật là sung sướng khi con báo tin cho ba biết kết quả bài thi thứ nhất của con, bài thi giáo sử. Chỉ còn thiếu có mỗi một điểm nữa là con được điểm tối đa, vì con không biết tên thân phụ của ông Mai Sen. Con được đứng nhất và lãnh huy chương bạc. Ba thưởng con một đồng tiền nhỏ 4 xu. Con đem bỏ ống và hầu như ngày nào thứ năm, con cũng bỏ ống một đồng tiền mới cũng to bằng ấy. Các ngày lễ trọng, con lấy tiền trong ống này để bỏ vào hộp quyên tuyền truyền giáo hay làm những việc từ thiện tương tự. Pauline sung sướng vì thấy học trò của mình học giỏi, nên thưởng cho nó một cái vòng để dục dã nó chăm học. Con bé cần được hưởng những niềm vui gia đình như thế, nếu không thì nó thấy những ngày sống trong ký túc xá cực kỳ là cực. Chiều thứ năm nghỉ học, những ngày nghỉ như thế không giống như những buổi nghỉ của Pauline. Con không lên lầu chơi với ba, con không được chơi với chị Celine. Được chơi một mình với chị thì khoái lắm, nhưng phải đi chơi với các em họ và các trẻ nhà bà Melodin. Những trẻ nhà bà Melodin là chị họ của Jean và Mary Green. Bà Melodin là chị của bà Green, được 3 đứa con gái. Đi chơi như thế thì con thấy chán lắm, vì con không biết chơi như chúng nó. Con là đứa trẻ chơi vụng, con cố gắng hết sức để bắt chước mà không được, thành ra con chán vô cùng, nhất là phải nhảy ô cả buổi chiều thì chán hơn nữa. Con chỉ thích ra chơi ở công viên cánh sao. Công viên này có hình ngôi sao ở trên đường Pont Écuyer, về phía trái con đường dốc trèo lên biệt thự của nhà Teresa. Ra đến đó thì con là đứa lanh lợi nhất, vì con tìm hái được nhiều thứ hoa tuyệt đẹp, khiến những đứa bạn của con phải thèm thuồng. Teresa đua việc làm lành với em họ Marie. Còn một cái thú nữa là khi nào tình cờ con được chơi một mình với em Marie, vì hễ có con Celine Modellone thì nó lại rủ chơi những trò đã chơi mãi rồi. Lúc đó, em để con tự do chọn lựa và chọn một trò chơi hoàn toàn mới lạ. Maria và Teresa thành 2 nhà ẩn sĩ sống trong một căn lều tồi tàn, làm một thửa ruộng lúa mì và cấy dăm cây rau. Đời sống của chúng là sự cầu nguyện liên lỉ, nghĩa là chúng thay phiên nhau. Vì ẩn sĩ này suy ngẫm thì vị kia làm việc. Chúng sống hòa thuận, thinh lặng và giống hệt dòng tu kiểu mẫu. Đến lúc mợ gọi về đi dạo,
thì trò chơi cứ tiếp tục diễn trên đường phố. Hai vị ẩn sĩ lần hạt chung với nhau. Họ phải lần bằng đốt tay, kẻo người ngoài trông thấy việc đạo đức của họ. Nhưng có một vị ẩn sĩ trẻ tuổi hơn quên bẵng đi mất. Ngài lấy một tấm bánh ngọt ra, đàng hoàng làm một dấu thánh giá rồi mới ăn, khiến mọi người cười rộ lên. Mary và con hai đứa hợp nhau lắm, cả hai cùng chung một sở thích. Thậm chí có lần hợp tâm hợp ý quá, số là một chiều tan học ở trường dòng về. Con bảo Mary, này, dắt tôi về để tôi nhắm mắt. Tôi cũng nhắm mắt với, họ trả lời thấy. Nói rồi làm liền, mọi đứa đều làm theo ý của riêng mình. Chúng con đi trên vỉa hè nên không sợ xe cộ. Sau mấy phút được thưởng thức một cuộc đi dạo thích thú không cần trong đường, hai con ngớ ngẩn cùng ngã đè lên, hay nói đúng hơn là xô đẩy mấy cái thùng đặt ở ngoài cửa một hiệu buôn. Ông chủ cửa hàng điên tiết ra dựng đồ hàng lên, còn hai người mù tình nguyện thì lầm cờm bò dậy, rảo bước thật nhanh, hai mắt mở thao láo, vểnh tai nghe Trang mắng một cách thích đáng. Chị cũng điên tiết không kém ông chủ hàng. Để phạt chúng con, chị quyết định phân rẽ hai đứa, và từ đó Mary đi với Celine, còn con đi với Trang. Thế là hết ý hợp tâm đồng, và như thế cũng chẳng hại gì cho hai chị lớn, mà trái lại còn may là khác. Vì hai chị chẳng bao giờ đồng ý với nhau, chị cãi nhau cùng đường. Thế là yên chuyện. Teresa tình nghĩa với chị Celine. Con chưa nói tí nào về mối liên lạc thắm thiết giữa con và chị Celine. À, nếu con phải kể hết thì chẳng biết bao giờ cho cùng. Về Lysia thì tính nết của con cũng đổi ngược lại. Celine thì đâm ra nghịch ngợm, còn Teresa thì lại thùy mị và hay khóc quá lẻ. Nhưng không phải vì thế mà Celine và Teresa không yêu nhau. Thỉnh thoảng cũng có cãi nhau chút ít, nhưng chẳng đến nỗi nào, và xét cho cùng thì hai đứa bao giờ cũng vẫn đồng ý với nhau. Con có thể nói rằng không bao giờ chị yêu dấu của con lại làm phiền lòng con điều gì. Nhưng trái lại, chị là tia sáng mặt trời làm con được vui và được an ủi luôn. Ở trường dòng, hãy bao giờ con bị bắt nạt thì chị cũng bên con đến cùng. Chị lo lắng gìn giữ sức khỏe cho con quá, đến nỗi đôi khi làm con khó chịu. Xem chị đùa, con không bao giờ chán. Chị lấy tất cả những con búp bê của chúng con, bắt chúng xếp hàng, rồi chị dạy chúng học như một cô giáo sành sỏi. Có điều là chị liệu làm sao để những đứa con gái của chị bao giờ cũng ngoan ngoãn, còn những đứa con của con thì thường bị tống ra ngoài vì không giữ phép tắc. Trong lớp, chị học được gì thì cũng kể lại cho con nghe, con khoái chuyện đó lắm và coi chị như một giếng khơi chứa đầy sự thông thái. Người ta tặng cho con biệt hiệu, con cưng của Celine. Lúc nào tức con nhất thì chị bảo, mày không là con cưng của tao nữa. Thế là xong, tao sẽ nhớ cho đến đời đời. Bây giờ con chỉ biết khóc như Maladena. Xin chị cứ coi con như con cưng của chị. Lập tức chị hôn con và hứa sẽ bỏ qua tất cả. Để yên ủi con, chị lấy con búp bê của chị và bảo nó. Cưng ơi, hôn gì con đi. Có lần con búp bê hôn vội quá nên xỏ ngay hai cánh tay vào lỗ mũi của con. Chị Celine thì vô tình nên sửng sốt đứng nhìn. Con búp bê thì cứ treo toàn ten ở lỗ mũi. Còn dì thì vội dúi cháo đi và cười rũ rượi vì thấy câu chuyện lạ kỳ hiếm có như thế. Trong chơi giải trí hơn cả là chúng con mua quà tặng nhau. Cả hai cùng vào tiệm nhưng mua những gì chúng con giấu không cho nhau biết. Chỉ có 10 xu thôi, nhưng chúng con phải mua ít nhất 5 hay 6 thứ đồ khác nhau để xem ai mua được đồ đẹp hơn. Mua được một món đồ như thế, chúng con lấy làm thích thú lắm và nóng lòng chờ cho nhau đến Tết để tặng nhau những món quà tuyệt hảo. Đứa nào dậy trước thì vội vàng chúc tuổi đứa kia rồi tặng quà cho nhau. Đứa nào cũng thấy khoái chí vì chỉ mất có 10 xu mà được cả một kho tàng. Những món quà ấy tuy nhỏ mà chúng con cũng thích bằng những món quà quý của cậu. Nhưng mà cái chúng con thích nhất trong ngày lễ Tết chưa phải là những món quà kia đâu. Sáng hôm ấy, chúng con mặc quần áo thật nhanh rồi đi rình để nhảy ôm cậu ba. Ba vừa ở trong phòng bước ra
thì cả nhà vang lên tiếng kêu mừng rỡ. Bà lấy làm sung sướng vì thấy chúng con vui vẻ như thế. Quà của chị Mary và Pauline tặng cho các con không đáng giá bao nhiêu, nhưng cũng làm chúng con sung sướng vô cùng. À, ở cái tuổi này, chúng con chưa biết chán là gì. Linh hồn vui vẻ lớn lên khác nào bông hoa diễm phúc đón nhận sương mai. Một làn gió thoảng qua, cả hai đóa hoa cùng rung cách và vui buồn của hoa này cũng là vui buồn của hoa kia. Vâng, niềm vui của chúng con là niềm vui chung. Con đã cảm thấy điều đó trong ngày của chị Celine yêu dấu của con trước lễ lần đầu. Bây giờ con mới lên 7 tuổi nên chưa được đi học ở trường các bà. Nhưng con vẫn còn ôm ấp trong lòng những kỷ niệm êm đềm nhất về việc mẹ dạy chị Celine dọn mình trước lễ. Cứ chiều chiều, mẹ lại đặt chị ngồi lên gối và dạy cho biết rằng rước lễ là một việc lớn lao. Còn con thì ngồi nghe và cũng muốn dọn mình trước lễ. Nhưng mẹ lại hay giục con đi chơi. Lấy lẽ con còn nhỏ quá. Lúc ấy con buồn vô hạn vì con nghĩ rằng dọn mình 4 năm để trước chú vào lòng thì có gì là quá đáng. Có một buổi tối mẹ bảo, một khi đã rước lễ lần đầu thì phải sống đời sống mới. Lập tức con dốc lòng bắt đầu thay đổi đời sống cùng chị Celine, chứ không đợi ngày con rước lễ. Chưa bao giờ con cảm thấy yêu chị cho bằng 3 ngày chị cấm phòng. Đó là lần đầu tiên con phải sống xa chị. Con cũng không ngủ trong giường của chị. Hôm đầu, con không nhớ là chị sẽ ở lại trong nhà dòng, nên con để dành chùm anh đào mà ba đã cho để chờ chị về cùng ăn. Thấy chị không về, con buồn lắm. Ba an ủi con và hứa hôm sau sẽ đưa con vào trường các bà thăm Celine và sẽ cho chị một chùm anh đào khác. Hôm con rước lễ lần đầu, con cảm thấy thế nào thì hôm chị Celine rước lễ con cũng cảm thấy như thế. Ban sáng con nhổm dậy một mình trong chiếc giường rộng, lòng con tràn ngập sung sướng. Hôm nay, ngày trọng đại đã đến. Con lặp lại mãi lời ấy mà không chán. Con tưởng như chính mình đi rước lễ lần đầu. Vậy con tin rằng ngày hôm ấy con đã nhận được nhiều ơn cao cả và con coi như là một ngày tốt đẹp nhất trong đời con. Con đã lùi lại dĩ vãng một chút để ôn lại cái kỷ niệm dịu ngọt và êm ái ấy. Bây giờ con xin nói đến cơn thử thách đau thương đã đến làm tan nát cõi lòng của bé Teresa khi Chúa Giêsu chiếm đoạt mắt Pauline, mẹ yêu dấu của nó. Teresa buồn vì chị Pauline sắp đi tu dòng kính. Một hôm, con nói với Pauline, con muốn cùng chị đến một khu rừng thật xa để tu hành. Chị trả lời là chị cũng ao ước như thế và chị sẽ đợi con lớn để cùng đi. Dĩ nhiên là chị nói chơi, nhưng bé Teresa lại cho là chị nói thật. Vậy thế nó đau khổ biết chừng nào khi nó nghe Pauline nói với Maria là mình sắp vào dòng kính. Con chẳng biết dòng kính là gì, nhưng con hiểu rằng Pauline sắp bỏ con để đi tu. Chị không còn đợi con nữa và con sắp mất người mẹ thứ hai của con. Lúc ấy, con buồn phiền xao xuyến không tài nào tả xiết. Trong giây lát con hiểu thế nào là cuộc đời. Từ trước đến nay, chưa bao giờ con thấy đời ảm đạm đến thế. Nhưng lúc này con nhìn thấy tất cả sự thật. Đời chỉ là khổ đau. Hết biệt ly này lại đến biệt ly khác. Con khóc lóc thảm thiết vì con chưa hiểu biết lấy hy sinh làm vui. Lúc ấy con yếu đuối lắm, nên con coi là một ân huệ lớn lao vì đã chịu được một cơn thử thách dường như quá sức con. Giả như bây giờ con biết dần dần ngày ra đi của Pauline yêu dấu, thì chắc con không phải đau khổ đến thế. Nhưng khốn nổi, công việc đến quá bất ân, khác nào lưỡi gương đâm phập vào tim con. Thưa mẹ yêu dấu, con còn nhớ mãi, bây giờ mẹ âu yếm an ủi con như thế nào? Thế rồi mẹ cắt nghĩa cho con hiểu về đời sống trong dòng kính, khiến con cảm thấy nó tốt đẹp quá. Giờ đây con ôn lại những điều mẹ đã nói. Con hiểu rằng dòng kính là khu rừng Chúa Nhân Lành muốn con đến nương thân. Hồi đó con hiểu rõ ràng lắm, đến nỗi không còn chút hồ nghi gì nữa. Quả thật, đó là tiếng gọi của Chúa chứ không phải là chuyện trẻ thơ mơ màng. Bây giờ con muốn vào dòng kính không phải vì Pauline, nhưng chỉ vì Chúa Giêsu mà thôi. Con nghĩ nhiều điều mà miệng lưỡi không nói ra được,
còn tâm hồn thì được bình an thư thái. Teresa đi thăm dòng kính. Ngày hôm sau, con kể chuyện bí mật ấy cho Pauline nghe. Chị coi những ước vọng của con là ý Chúa. Chị hứa sẽ đưa con đi thăm mẹ bề trên dòng kính, và chị bảo con phải nói cho mẹ bề trên tất cả những điều Chúa đã cho con cảm thấy. Buổi viếng thăm long trọng này được định vào Chủ nhật, nhưng con vô cùng lúng túng khi biết em họ của con, Mary Gulin, sẽ đi với con. Vì nó còn nhỏ nên cũng được thấy các nữ tu dòng kính. Bởi vậy, con phải tìm ra một kế để được ở một mình với mẹ bề trên. Con liền nảy ra ý kiến này. Con bảo Mary, nếu muốn gặp mẹ bề trên thì phải rất ngoan ngoãn và lễ phép. Muốn thế thì mỗi đứa phải kể hết những điều bí mật cho mẹ nghe. Thế là mỗi đứa chúng con phải thay nhau ra ngoài một lát cho đứa kia ngồi một mình. Mary tin lời con, và mặc dầu nó không thích kể chuyện bí mật mà nó không có, chúng con cũng lần lượt thay phiên ngồi nói chuyện một mình với mẹ chúng ta. Danh từ thông dụng trong dòng để chỉ mẹ bề trên. Sau khi nghe con kể tâm sự, mẹ Maria de Gonzague cho rằng con có ơn kêu gọi vào dòng. Nhưng mẹ bảo nhà dòng không nhận tập sinh 9 tuổi và phải đợi đến khi được 16 tuổi. Cho dầu con muốn vào dòng sớm nhất có thể và được rước lễ lần đầu ngày Pauline mặc áo dòng, con vẫn phải nhẫn nại chờ đợi. Hôm ấy là ngày con được nghe lời khen tụng lần thứ hai. Sir St. Augustine đến gặp con và cứ khen hoài là con đẹp. Con không có ý đến dòng kính để cho người ta khen, và đứng bên ngoài chắn sông, con cứ nhắc đi nhắc lại với Chúa rằng sở dĩ con muốn làm nữ tu dòng kính cũng chỉ vì người mà thôi. Con hết sức lợi dụng thời gian mấy tuần lễ sau cùng mà chị Pauline yêu dấu còn ở ngoài thế gian. Hằng ngày Celine và con mua cho chị một cái bánh ngọt và ít kẹo, vì nghĩ rằng mai mốt chị không còn được ăn nữa. Hai đứa chúng con lúc nào cũng bám riết lấy chị, không cho chị được nghỉ ngơi một phút nào. Sau hết, ngày 2 tháng 10 đã đến, ngày khóc lóc và đại phước, vì Chúa Giêsu đã hái bông hoa thứ nhất, và sau này sẽ làm mẹ những bông hoa đến hội ngộ vào ít năm sau. Con còn hình dung được chỗ Pauline hôn con lần sau hết. Pauline đi rồi thì mợ đưa tất cả chúng con đi lễ, còn ba thì lên núi Carmen dâng của lễ đầu mùa. Mọi người trong nhà đều khóc, đến nỗi lúc vào nhà thờ ai nấy đều làm lạ. Nhưng mặc kệ, con cứ khóc. Tất cả mọi sự như sụp đổ dưới chân con, nên con không thèm để ý gì nữa. Nhìn lên bầu trời xanh biếc, con nấy làm lạ vì sao mặt trời lại chói sáng được trong khi tâm hồn con tràn ngập u sầu. Mẹ yêu dấu, có lẽ mẹ thấy con nói hơi quá đáng về những đau khổ con cảm thấy lúc bấy giờ chăng? Bây giờ chính con cũng cho những đau khổ con chịu bấy giờ không đến nỗi quá lớn như thế. Vì dẫu sao con vẫn còn hy vọng gặp lại mẹ tại dòng kính. Nhưng khốn nỗi lúc bấy giờ tâm hồn con chưa già dặn tí nào cả, con còn phải trải qua bao thử thách mới đạt tới mức độ ấy. Ngày 2 tháng 10 là ngày chúng con phải tụ trường các bà. Dẫu buồn tới đâu con cũng phải đi. Chiều hôm ấy, mợ tới rước chúng con về đến nhà kính. Ở đó con thấy chị Pauline yêu dấu đứng bên trong chắn sông. Ôi, trong cái phòng khách của nhà kính ấy, con đã phải đau khổ biết bao. Vì chuyện con viết đây là chuyện tâm hồn, nên đã nói thì phải nói hết cho mẹ yêu dấu của con nghe. Con thú thật, những đau khổ con chịu trước khi mẹ vào dòng chả thấm vào đâu với những đau khổ về sau. Mỗi ngày thứ năm, cả gia đình đến dòng kính. Xưa kia con vẫn hay kể lể tâm sự cho Pauline nghe, mà bây giờ, lúc ấy sắp về, con mới được gặp riêng chị vài phút. Dĩ nhiên là lúc ấy con chỉ khóc, để rồi ra về với một tâm hồn tan nát. Con không hiểu rằng, vì lịch sự nên mẹ phải nói chuyện với Trang và Marie nhiều hơn là nói với các con của mẹ. Vì không hiểu như thế nên con nghĩ bụng, mình mất Pauline thật rồi. Teresa bị bệnh trầm trọng. Càng ngày tâm hồn con càng lớn lên trong đau khổ, mà lớn lên lạ thường, tới nỗi chẳng bao lâu thì con mắc bệnh. Chắc chắn cơn bệnh con mắc phải là do ma quỷ xui lên,
Vì nó tức giận thấy mẹ đã vào vòng kính, nó muốn trả thù con. Vì mai ngày gia đình ta sẽ gây thiệt hại cho nó. Nhưng nó nào ngờ rằng nữ vương trên trời trong năm là lo lắng cho bông hoa yếu ớt của người từ trên tòa cao. Người mỉm cười với nó và đánh tan cơn bão vừa lúc bông hoa sắp bị xé tả tơi. Vào khoảng cuối năm, con bị nhức đầu liên miên, nhưng hầu như không thấy cực khổ gì. Con vẫn đi học được và không ai phải lo sợ về con. Chứng nhức đầu cứ dai dẳng mãi đến lễ phục sinh năm 1883. Khi ba đi ballet với hai chị Mary và Leonie, thì mợ đưa Celine và con về nhà mợ. Có một buổi tối, cậu đưa con đi với cậu và kể chuyện má cho con nghe. Người làm sống lại những kỷ niệm xa xưa một cách dịu hiền, khiến con cảm động đến ứa lệ. Lúc ấy, cậu bảo con là giàu tình cảm quá, cần phải giải trí nhiều cho khuây khỏa. Cậu mợ định cho chúng con đi chơi giải trí trong mùa nghỉ phục sinh. Tối hôm ấy, chúng con phải đi câu lạc bộ công giáo, nhưng vì mợ thấy con mệt quá nên bắt con đi ngủ. Lúc cởi áo, con thấy rùng mình cách khác thường. Tưởng con bị lạnh nên mợ lấy chăn quấn cho con và lấy chai nước nóng ủ cho con. Nhưng con cứ run lẩy bẩy suốt đêm, không sao bớt được. Khi ở câu lạc bộ về cùng các chị em con và chị Celine, cậu kinh ngạc thấy bệnh tình của con trầm trọng quá, nhưng cậu không dám nói ra, e làm cho mợ rối trí sợ sệt. Hôm sau, cậu đi mời bác sĩ Nota. Bác sĩ giải phẫu đã khám nghiệm cho bà Guerin năm 1876. Bác sĩ cũng cho rằng bệnh con nặng lắm và chưa bao giờ một đứa trẻ còn nhỏ như con đã mắc bệnh nặng như thế. Ai nấy đều hốt hoảng. Mợ buộc lòng phải giữ con ở tại nhà mợ và lo lắng cho con không khác gì một người mẹ. Khi bà ở ballet về cùng với các chị lớn, thì chị Amy Rocher, cô bếp của gia đình Guerin, ra đón. Vẻ mặt thiểu não, tới nỗi chị Mary tưởng con đã chết rồi. Nhưng cơn bệnh này đâu có làm cho con chết, nó chỉ làm cho chú được vinh hiển, như trường hợp của ông Lazaro mà thôi. Quả thật, chú được vinh hiển vì bà chịu đựng nhẫn nại phi thường. Bà tin rằng, gái cưng của bà nếu không chết thì cũng hóa điên. Chú còn được vinh hiển vì sự chịu đựng của chị Mary nữa. Ôi, chị đã phải khổ vì con biết chừng nào. Con hết lòng cảm ơn chị vì chị đã săn sóc cho con chẳng nề quản sự gì. Vì yêu mà chị đoán trước được những gì cần thiết cho con. Và quả thật, con tim của người mẹ còn thông thái hơn y sĩ. Nó đoán được những gì hợp với bệnh của con mình. Chị Mary phải sang ở nhà cậu vì không thể đưa con về business được. Thế mà ngày Pauline mặc áo dòng vào ngày 6 tháng 4 năm 1883 lại sắp đến. Không ai dám đá động chuyện ấy trước mặt con, sợ con không đi dự lễ được mà sinh ra buồn phiền. Nhưng chính con lại nhắc đến việc ấy. Con vẫn nói: thế nào con cũng mạnh lại để đi thăm Pauline. Quả thật, Chúa nhân lành không muốn để cho con phải buồn phiền rầu rĩ. Hay nói cho đúng ra, thì người muốn an ủi vì hôn thê của người đã phải đau đớn nhiều vì con cái của mình lâm bệnh. Con nhận thấy Chúa Giêsu không muốn thử thách con cái của người trong ngày chứng nhận lễ đính hôn. Ngày lễ đính hôn phải hoàn toàn vui mừng, không vương chút mây ảm đạm. Vì hôn thê phải được nếm trước khoan lạc của thiên đàng. Chúa đã chẳng chứng minh điều đó tới 5 lần rồi ư? 5 lần ám chỉ 5 lần mặc áo dòng của 5 chị em. Lần cuối cùng là của Celine vào ngày 5 tháng 2 năm 1895. Khi ấy, con được hôn mẹ yêu dấu của con, được ngồi trên gối vuốt ve mẹ. Con sung sướng được ngắm mẹ trong bộ y phục trắng tinh của vị hôn thê. Ôi, giữa lúc con sống trong thử thách đen tối thì lại hiện ra một ngày tưng bừng. Nhưng ngày ấy lại đi qua mau chóng. Chẳng được mấy chốc, con lại phải lên xe và từ giã Pauline. Từ giã dòng kính yêu mến. Từ giã dòng kính, Teresa về thẳng biệt thự Business chứ không trở về nhà ông Gauri nữa. Về đến Business, người ta bắt con đi nằm. Con nào muốn điều ấy, vì con tin rằng con đã khỏi hẳn và không cần thuốc thang gì nữa. Nhưng than ôi, đó chỉ là mới giai đoạn đầu của cơn thử thách mà thôi.
Hôm sau, con mắc bệnh lại và cơn bệnh trở nên nguy kịch, tới nỗi theo những dự đoán của loài người thì không sao thấy ngày bình phục. Bây giờ con không biết phải nói thế nào để diễn tả cơn bệnh ấy. Con tin chắc là việc ma quỷ làm. Nhưng sau khi khỏi bệnh được một thời gian lâu, con đinh ninh rằng con đã cố tình ngã bệnh và tâm trạng ấy hành khổ tâm hồn con dữ dội. Con đem câu chuyện ngỏ cùng chị Mary và chị làm hết sức cho con yên tâm. Khi đi xưng tội, con cũng thú thật với cha giả tội và Ngài cũng cố gắng làm cho con được yên lòng. Ngài bảo rằng không thể giả vờ ốm tới mức trầm trọng như hôm ấy. Chắc Chúa muốn thanh tẩy con, nhất là Ngài muốn cho con ở khiêm nhường, nên mới để cho con phải chịu hành khổ trong lương tâm như thế, cho tới ngày con vào dòng kính. Nơi đây cha linh hồn của chúng ta mới cất đi cho con tất cả mọi mối nghi hoặc, và từ đó con được an tâm hoàn toàn. Thánh Teresa đang nói tới cha Amish Bishon, dòng tên, sinh tại Marguerite de Carroges, gần tỉnh Alençon năm 1843. Cha là một già giảng thuyết tuần phòng thời danh, đã qua đời cách thánh thiện tại Paris ngày 15 tháng 11 năm 1919. Cha là một chứng nhân trong tòa án điều tra phong thánh cho Teresa. Nếu con tưởng mình giả vờ ốm chứ không ốm thật thì cũng chẳng lạ gì, vì bây giờ con nói và làm nhiều chuyện mà trong lòng con không nghĩ đến. Dường như lúc nào con cũng mê sảng, nói những lời nhảm nhí. Nhưng bây giờ con chắc chắn không một giây lát nào con đã mất trí. Lắm lúc con lả người đi, không còn động đậy gì nữa. Lúc ấy ai muốn làm gì thì làm, có giết con cũng để mặc. Tuy thế ai nói điều gì con cũng nghe, và đến bây giờ con còn nhớ đủ hết. Có một lần con không mở được mắt. Trong một lúc thật lâu và khi trong phòng không còn ai, con mới mở mắt được một tí. Con tin rằng ma quỷ được quyền hành hạ ngoài xác, nhưng không được quyền bén mảng đến linh hồn hay trí khôn của con. Cùng lắm nó chỉ làm cho con sợ hãi. Chẳng hạn, không ai ép được con uống mấy thứ thuốc rất thường. Nhưng Chúa cho phép ma quỷ mong men đến quanh con, thì Ngài cũng sai các thiên thần hữu hình đến. Teresa có ý ám chỉ các chị của người. Chị Mary lúc nào cũng ở bên giường con, săn sóc và yên ủi con như người mẹ. Không bao giờ chị tỏ ra nề hà, còn con thì lại làm khổ chị lắm, vì không lúc nào con chịu để cho chị rời xa con. Dù lúc ấy chị phải đi ăn cơm với ba, con cũng gọi chị luôn. Nhưng lúc ấy chị Victory lại ở canh giữ con, nhưng đôi khi chị phải bỏ để đi gọi mama cho con. Mama là tiếng con thường gọi chị Mary. Chỉ khi nào chị đi lễ hay đi thăm Pauline, con mới chịu nằm yên. Cậu mợ đối với con cũng rất mực tử tế. Chẳng có ngày nào mà mợ lại không thăm con và cho con đủ thứ quà bánh. Bạn bè thân thích của gia đình ta cũng tới thăm con, nhưng con xin chị Mary bảo họ là con không thích ai thăm nom gì cả. Con khó chịu khi thấy người ta ngồi chung quanh giường con như một dãy củ hành và dòm ngó con như dòm ngó một con vật kỳ quái. Chị có mợ đến thăm con là con thích thôi. Từ ngày con mắc bệnh, con càng yêu cậu mợ tha thiết. Hồi đó hơn bao giờ hết, con hiểu cậu mợ đối xử với gia đình ta không phải như những bà con thường. Ôi, bà có lý quá mà cứ nhắc cho chúng ta những lời như con vừa viết. Ít lâu sau, người quan niệm thấy mình nói không sai. Trong những năm cuối đời, ông Martin được ông bà Guerin tận tình chăm sóc. Và bây giờ, chắc người ta đang phù hộ và chúc phúc cho những kẻ đã tận tình chăm sóc người. Còn con, vì còn đang phải sống nơi lưu đày, không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn cậu mợ được. Chỉ còn một cách vời nhẹ tâm hồn con là cầu nguyện cho những người bà con mà con yêu mến, những người mà trước kia cũng như bây giờ hằng tử tế với con. Leonie cũng thương con lắm. Chị thì cố gắng làm cho con được khuây khỏa. Còn con thì đôi lần làm cho chị phiền tủi, vì chị thấy rõ là không ai thay thế được chị Mary để chăm sóc con được. Còn chị Celine yêu dấu của con, có cái gì mà chị ấy không làm vì Teresa đâu. Ngày Chủ nhật, thay vì đi dạo chơi, thì đến giam mình từng mấy giờ liền bên cạnh đứa em giống như một đứa ngơ ngác. Chị phải yêu con thật mới không bỏ con mà trốn đi. Ôi,
Các chị yêu quý của em ơi, em làm khổ các chị biết chừng nào. Không ai làm phiền các chị bằng em. Nhưng may thay, em còn có nước thiên đàng để đền ơn các chị. Bạn chi thánh của em giàu có vô cùng. Em sẽ múc lấy tình yêu trong kho tàng của Ngài để bồi thường gấp trăm lần cho các chị về những đau khổ các chị đã phải chịu vì em. Trong lúc đau ốm thì không có gì an ủi cho con bằng một lá thư của chị Pauline gửi. Con đọc đi lọc lại cho đến khi thuộc lòng mới thôi. Mẹ yêu dấu, có lần mẹ gửi cho con một cái đồng hồ cát và một con búp bê mặc áo dòng kính, làm con vui mừng khôn tả xiết. Nhưng cậu không bằng lòng, cậu bảo là phải làm sao cho con quên đi, không còn nghĩ đến dòng kính nữa. Nhưng trái lại, con cảm thấy rằng sở dĩ con sống được là vì hy vọng một ngày kia sẽ được vào dòng kính. Thích thú của con là làm cái gì để tặng chị Pauline? Con làm cho chị những đồ chơi nho nhỏ bằng giấy. Công việc đáng kể hơn cả là con lấy hoa bạch cúc và lưu ly kết thành triều thiên dâng kính Đức Mẹ. Bây giờ đang tháng 5, muôn hoa tô điểm trời đất, vạn vật tưng bừng vui vẻ. Chỉ có chiếc hoa nhỏ thì ủ rũ và có vẻ héo tàn luôn. Nhưng chiếc hoa nhỏ vẫn còn một mặt trời bên cạnh nó. Mặt trời ấy là tượng Đức Mẹ hay làm phép lạ, đã hai lần nói chuyện với má. Và chiếc hoa bé nhỏ này vẫn hằng hướng nhìn về ngôi sao thánh. Một hôm, con thấy ba vào phòng chị Mary là nơi con đang nằm. Trông ba có vẻ buồn. Ba đưa cho chị mấy đồng vàng và bảo viết thư về ba Lê. Xin các cha nhà thờ Đức Bà thắng trận làm lễ cầu nguyện cho con gái người chống khỏi bệnh. Ôi, đức tin và lòng mến của con làm con cảm động quá. Con muốn nói với người là con đã khỏi. Nhưng biết bao lần con làm ba mừng hộp rồi. Đâu có phải lòng ao ước của con làm nên phép lạ, nhưng phải có một phép lạ mới chữa được con. Phải có một phép lạ, và đó là phép lạ của Đức Bà thắng trận. Một ngày Chủ nhật hiện xuống ngày 13 tháng 5 năm 1883. Chị Mary ra vườn để con một mình với chị Leonie đọc sách bên cửa sổ. Vừa được mấy phút thì con bắt đầu gọi khe khẽ. Mama, mama. Thấy con vẫn gọi như thế hoài nên chị Leonie không để ý. Con cứ gào to lên một hồi lâu như thế. Cuối cùng chị Mary trở vào. Con trông thấy chị vào rõ ràng nhưng không nhận ra chị, nên lại gào to hơn. Mama! Con đau đớn vô cùng vì bị cơn dằn vặt, không có bút viết nào tả xiết. Và chắc chị Mary còn đau khổ hơn con. Chị cố gắng làm cho con nhận ra chị mà không được, nên quỳ xuống bên giường con, cùng với Leonie và Celine, rồi ngước mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ sốt sắng cầu nguyện. Như một người mẹ khẩn khoản xin cho con mình được sống, chị Mary đã được toại nguyện. Teresa được Đức Mẹ mỉm cười chữa bệnh nhưng lại mất vui. Không còn trông cậy thế gian cứu giúp mình được nữa, bé Teresa đáng thương cũng quay về Đức Mẹ, hết lòng xin người thương xót mình. Bỗng nhiên con thấy tượng Đức Mẹ đẹp quá, đẹp chưa từng thấy, dung nhan người tự ái và hiền diệu khôn tả. Nhưng điều làm con sung sướng cảm động hơn hết là Đức Mẹ đã nở một nụ cười khả ái. Chỗ này trên tập thủ bảng đã bị tẩy xóa nhưng vẫn còn đọc được hàng chữ sau. Đức Mẹ tiến lại gần con. Bây giờ bao nhiêu đau đớn đều tan, hai giọt nước mắt vui mừng. Đức Mẹ đã mỉm cười với con. Ôi hạnh phúc cho con dường nào. Con định tâm sẽ chẳng nói cùng ai, kẻo hạnh phúc tan đi. Con đưa mắt nhìn xuống cách dễ dàng và thấy chị Mary đang âu yếm nhìn con. Dường như chị cảm động và đoán được ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho con. Chính là nhờ chị, nhờ lời cầu nguyện sốt sắng của chị mà Đức Mẹ đã mỉm cười với con. Thấy con đăm đăm nhìn tượng Đức Mẹ, chị thầm nói. Teresa khỏi rồi. Vâng, chiếc hoa nhỏ bé sắp hồi sinh. Ánh sáng chói lọi đã sưởi ấm nó và còn tiếp tục ban xuống cho nó muôn ơn lành. Không phải là ban ngay một lúc nhưng là dần dần. Êm ái làm cho bông hoa trỗi dậy và cứng ngắc. Để 5 năm sau, nó triển nở trên núi Carmel phì nhiêu. Nhưng như con vừa nói,
Chị Marie đoán rằng Đức Mẹ đã ban cho con một ơn gì bí mật. Đến lúc chị có hai chị em, chị hỏi con là đã xem thấy gì. Chị hỏi con cách thân mật và thôi thúc khiến con không cầm lòng được. Bỡ ngỡ vì bí mật của mình chưa nói mà đã bị lộ, nên con kể hết cho chị Marie. Hỡi ôi, hạnh phúc của con sắp tiêu tan và biến thành cay đắng. Đúng như con đã cảm thấy từ trước. Suốt 4 năm liền, mỗi lần nghĩ đến ơn cao trọng đã được, lòng con lại thấy rầu rầu. Mãi tới ngày cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ thắng trận, con mới tìm lại được hạnh phúc đầy đủ như thời trước. Sau này con sẽ kể cho mẹ nghe ơn thứ hai Đức Mẹ đã ban cho con như thế nào. Giờ đây thưa mẹ, con phải nói cho mẹ hiểu niềm vui của con đã trở thành nỗi buồn làm sao. Chị Marie sau khi nghe con kể cách đơn sơ và thành thật về câu chuyện ấy, đã ngỏ ý xin con cho phép chị kể cho nhà dòng kính nghe, nên con không thể từ chối. Lần đầu tiên gặp lại Pauline của con với áo dòng Đức Mẹ, con sung sướng vô cùng. Đó là giây phút im điềm cho cả hai chị em. Có biết bao nhiêu chuyện để nói mà con không nói được lời nào vì tâm hồn đã đầy quá. Mẹ Maria de Gonzague cũng có mặt ở đó. Mẹ tỏ lòng thương con lắm. Con cũng gặp mấy chị khác. Các chị đã hỏi con về ơn con đã được. Chị thì hỏi Đức Mẹ có bế Chúa Giêsu không? Chị thì hỏi có nhiều ánh sáng không? Vân vân. Những câu hỏi ấy làm con rối trí và khó chịu. Con chỉ biết thừa thế này. Đức Mẹ đẹp lắm, và em thấy Đức Mẹ mỉm cười với em. Chính dung nhan của người làm con cảm động sung sướng. Nhưng thấy các chị ngỏ ý ngờ vực sau đó, tâm hồn con bắt đầu chịu khổ vì vấn đề ốm đau, khiến con tưởng như mình đã nói dối. Giả còn dự kín câu chuyện thì chắc chắn con vẫn được hạnh phúc, như thánh nữ Đồng Trinh đã để cho con chịu cực như thế để làm ích cho linh hồn con. Bằng không, có lẽ con sẽ khoe khoang tự đắc, chứ đâu có sỉ nhục làm phần riêng, và con có cảm tưởng ghê gớm mỗi khi nghĩ đến mình. Ôi, nỗi khổ cực của con chỉ là bao giờ lên thiên đàng con mới nói hết được. Teresa muốn được gọi là Teresa hài đồng. Đang nói chuyện đi thăm các nữ tu dòng kính, con lại sực nhớ đến lần đi thăm đầu tiên, tức là sau ngày Pauline vào dòng ít lâu mà trên kia con quên chưa nói. Nhưng đó là một chi tiết con không thể bỏ qua được. Sáng hôm định đi, ngồi suy nghĩ một mình trên giường. Vì ngồi trên giường con nguyện ngắm sốt sáng nhất và ngược với vị hôn thê trong nhã ca. Bao giờ ở đó con cũng tìm được người bạn mình. Con tự hỏi, mai kia vào dòng kính thì lấy tên gì được? Con biết trong dòng đã có một chị lấy tên là Teresa de Jesus. Nhưng cái tên Teresa của con đẹp lắm, không thể bỏ được. Con bỗng nghĩ đến Chúa Giêsu hài đồng mà con yêu mến hết lòng. Con tự nhủ, giá được gọi là Teresa hài đồng thì phúc biết mấy. Vào phòng khách, con không hề nói điều gì về mong ước của con đã mơ khi tỉnh thức hoàn toàn. Nhưng khi mẹ de Gonzague hỏi các chị em phải đặt tên con là gì, người liền chợt nghĩ đặt cho con cái tên mà chính con đã mơ ước. Con sung sướng quá và cho rằng việc hai người cùng một ý nghĩ như thế là do Chúa Giêsu hài đồng yêu dấu, khéo léo xui khiến. Teresa ham đọc sách tốt và muốn làm đại thánh. Con còn quên một vài chuyện lặt vặt hồi con còn nhỏ chưa vào dòng kính. Đó là con chưa nói với mẹ về việc con ham đọc sách và coi tranh ảnh. Thưa mẹ, tấm ảnh mẹ thưởng cho con hồi ấy là một niềm vui im điềm nhất và là những cảm xúc mạnh mẽ nhất thúc đẩy con tập tành nhân đức. Con mà coi ảnh thì quên cả giờ giấc. Chẳng hạn như khi con coi mẫu ảnh, bông hoa nhỏ của Chúa Giêsu ngự trong nhà tạm, con suy ngẫm được nhiều ý tưởng cao siêu. Thấy tên của chị Pauline viết ở bên dưới bông hoa nhỏ, con cũng muốn viết cả tên Teresa vào đấy ở. Và con dâng mình cho Chúa Giêsu làm như bông hoa nhỏ của Ngài. Nếu không biết chơi, thì con lại ham đọc sách và đọc sách suốt đời được. May thay, con được các thiên thần dưới thế, tức là các chị của người, chỉ dẫn cho con biết phải đọc những sách nào vừa giải trí lại vừa bổ dưỡng tinh thần. Nhưng thời giờ đọc sách của con có giới hạn, đó là điều con phải hy sinh nhiều lắm.
vì nhiều khi đang đọc được một đoạn sách hay mà phải bỏ dở. Còn ham đọc sách như thế, mãi cho tới ngày vào dòng kính. Những sách con đọc thật là vô kể, nhưng không bao giờ Chúa để con đọc một cuốn sách nào có hại cho con cả. Khi đọc những câu có tính cách hào hùng, thường con không hiểu ngay được cái mặt thật của đời. Nhưng rồi Chúa nhân lành soi sáng cho con hiểu rằng, vinh danh chân thật phải là thứ vinh danh vĩnh viễn. Và muốn được như thế, không cần phải làm nên những việc hiển hách, nhưng phải sống âm thầm và thi hành các nhân đức một cách kín đáo, để tay trái không biết việc tay phải làm. Cũng vậy, khi đọc chuyện các vị thư hùng nước Pháp và những chuyện hành động ái quốc của các vị ấy, nhất là Thánh Jeanne d'Arc, thì con lại rất ham bắt chước, tưởng như lòng hăng hái nhiệt thành của con không thua kém các vị ấy, và dường như con cũng được Chúa soi dục như các vị xưa. Hồi ấy con được Chúa ban cho một ơn mà coi như là một trong những ơn vĩ đại nhất của đời con, vì khi đó ánh sáng Chúa soi cho con không được chan hòa chói chang như bây giờ. Con nghĩ rằng Chúa sinh con ra để hưởng vinh quang, và trong khi đi tìm phương thế để đạt tới đích, thì Chúa soi sáng cho con những ý nghĩ mà vừa viết ở trên. Người cũng soi cho con hiểu vinh quang của con, mắt trần không thể thấy được, nghĩa là con phải trở nên một vị đại thánh. Nếu người ta biết hồi đó con yếu đuối và lắm khuyết điểm dường nào, và bây giờ sau 7 năm tu dòng. Hiện nay trên thư bản viết là 8 năm. Sở dĩ có sự sửa đổi như thế là vì mẹ Maria de Gonzague muốn cho độc giả thấy, tập thủ bản này cũng như hai tập sau Teresa viết để tặng bà, chứ không phải để viết cho mẹ Agnes de Jesu. Muốn thế thì các niên hiệu trong thủ bản phải sửa chữa lại cho hợp lý. Chẳng hạn niên hiệu viết trên đầu thủ bản A là đề năm 1895, sửa thành năm 1896. Vì năm 1895, mẹ Agnes de Jesu đang làm bề trên. Sang năm 1896, mẹ Maria de Gonzague mới được tái cử làm bề trên. Con số 7 ở trên do đó cũng phải sửa là 8 mới hợp lý. Vì Teresa vào dòng năm 1888, tính đến năm 1896 thì vừa chẳng 8 năm. Nếu người ta biết hồi đó con yếu đuối và lắm khuyết điểm dường nào, và bây giờ, sau 7 năm tu dòng, con vẫn còn yếu đuối và bất toàn như xưa, thì người ta sẽ cho là ý muốn làm thánh của con có vẻ liều lĩnh quá. Nhưng con vẫn luôn luôn tin tưởng mạnh mẽ rằng con sẽ làm đại thánh, vì con không ỷ lại vào công phúc của con, vì con chẳng có công phúc nào hết, nhưng con cậy trông và tin tưởng vào đấng là chính nhân đức và sự thánh thiện. Chỉ có một mình Chúa mới đưa con lên tới người. Người hài lòng khi thấy những cố gắng yếu ớt của con, và chỉ một mình người mới làm con nên thánh, vì người dùng công nghiệp của người để bao phủ lấy con. Hồi ấy con chưa hiểu, muốn nên thánh thì phải đau khổ nhiều. Ít lâu sau, Chúa cho con hiểu điều ấy và ban cho con nhiều thử thách đau đớn như con vừa kể trên kia. Teresa suy tư về cuộc đời chóng qua. Bây giờ con xin kể tiếp câu chuyện con đã bỏ dở. Sau khi khỏi cơn bệnh được 3 tháng, bà cho chúng con đi Alençon tháng 8 năm 1883. Đó là lần đầu tiên con được trở về quê cũ. Con rất vui mừng được gặp lại những nơi con sống thời thơ ấu, nhất là được cầu nguyện bên mồ của má để xin má phù hộ cho con. Chúa nhân lành đã ban cho con ơn này, là chỉ biết đời vừa đủ để khinh chơi và xa lánh nó. Con có thể nói, thời kỳ ở Alençon mới thật là lúc con bước chân vào đời. Hạnh phúc vui mừng vây bọc con tứ bề, người ta niềm nở đón tiếp, chiều chuộng khen ngợi. Nói tắt một lời là suốt 15 ngày đời con được điểm đầy hoa. Còn phải thú thật, con thấy đời quyến rũ quá. Sách Khôn Ngoan đã nói rất đúng. Những cái không đâu ở đời quyến rũ và mê hoặc cả những tâm hồn siêu thoát. Mới có 14 tuổi đầu tiên nên tâm hồn con dễ bị mê hoặc. Vì vậy đến lúc giả từ Alençon, con lại thấy đó là một ân huệ lớn. Đời sống các bạn hữu của chúng ta ở đây rất là phàm tục. Họ vừa hưởng hoang lạc thế gian, vừa làm tôi Chúa một trật. Họ ít suy nghĩ đến sự chết. Nhưng thần chết đã đến viếng một số đông những người con quen biết. Trẻ có, giàu có và sung sướng cũng có.
con muốn đem trí khôn trở lại cảnh thần tiên mà họ sống xưa để tự hỏi. Bây giờ họ ở đâu cả rồi? Và đời sống tiện nghi sung sướng trong các lâu đài hoai viên bây giờ ở đâu? Con thấy mọi sự chỉ là hư ảo và rây rứt. Tâm hồn, và ở đời này, chỉ có một sự tốt lành là yêu mến Chúa hết lòng và có tinh thần khó khăn. Có lẽ Chúa Giêsu muốn trước khi người đến viếng thăm con, người để cho con xem thấy tất cả hạnh phúc ở đời, để con tự do chọn con đường mà con hứa sẽ theo người. Phần 5. Rước lễ thêm sức đau khổ. Teresa nhớ lại ngày rước lễ lần đầu. Ngày con rước lễ lần đầu, bây giờ con vẫn nhớ như in. Mỗi lần nghĩ lại, con lại được vui mừng không vương chút ưu phiền. Có lẽ con đã dọn mình kỹ lưỡng đến thế là cùng, và mọi đau đớn buồn phiền tan biến trong vòng gần một năm. Chúa Giêsu muốn cho con được nếm thử một thứ hoang lạc tinh rồng ở dưới vũng châu lệ này. Mẹ yêu dấu, chắc mẹ còn nhớ cuốn sách Vừa nhỏ vừa xinh mẹ đã cho con 3 tháng trước ngày con rước lễ lần đầu. Cuốn sách có nhiều tranh ảnh nhan đề 2 tháng 9 ngày dọn mình rước lễ lần đầu. Cuốn sách ấy đã giúp con dọn mình vừa kỹ vừa mau. Thật con đã dọn mình từ lâu rồi, nhưng cuốn sách ấy giúp con thêm lòng sốt sắng và rắc vào lòng con những cánh hoa mới cho Chúa Giêsu đến ngự được vui lòng. Mỗi ngày con làm được rất nhiều việc hy sinh hãm mình, đó là những đóa hoa. Mỗi ngày con lại dục lòng yêu mến nhiều lần như mẹ đã căn dặn trên mỗi đoạn sách, đó là những nụ hoa. Mỗi tuần, mẹ lại gửi cho con một lá thư. Đọc những lá thư ấy, tâm hồn con được tràn ngập những ý tưởng cao siêu và hăm hở tập tành nhân đức. Nó cũng là một niềm an ủi cho con cưng của mẹ phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Vì mỗi buổi tối, nó không được ngồi trên gối mẹ, để được mẹ giúp dọn mình trước lễ như Celine ngày trước. Chính chị Mary thay thế mẹ để dạy con. Con được ngồi trên gối chị và say mê nghe chị nói. Con có cảm tưởng như con tim rộng rãi, quảng đại của chị đã nằm gọn trong lòng ngực của con. Khi giảng cho con về việc chiến đấu với các cơn cám dỗ và phần thưởng Chúa ban cho người thắng trận, khác nào những chiến sĩ từng lập nhiều chiến công hiển hách, giảng cho con cái của họ về nghề binh đao. Chị Mary còn nói về những nguồn lợi phong phú bất diệt hàng ngày người ta có thể thu tích một cách dễ dàng, mà nếu người ta không chịu đưa tay ra để đón nhận lấy, thì thật không còn gì khổ bằng. Chị còn dạy cho con nên thánh bằng cách trung thành trong những điều nhỏ mọn. Chị cũng cho con trang giấy nhỏ tựa đề Bỏ mình. Tờ giấy nhỏ ghi những câu châm ngôn về việc hy sinh xả thân do cha Pearson gửi. Con suy gẫm và lấy làm thích thú lắm. Teresa biết suy gẫm từ rất sớm. Ôi, mẹ đỡ đầu của con có cái tài kích động làm sao. Con ước ao chớ gì nhiều người được cùng con nghe những bài giáo huấn sâu sắc của chị. Lời nói chị nói làm con cảm động quá. Tới nỗi bây giờ vì ngây thơ con tin rằng những người tội lỗi nhất đời nếu nghe chị nói cũng phải cảm động như con mà bỏ tất cả của cải trần gian để chỉ đi tìm châu báu trên trời mà thôi. Hồi ấy chưa ai dạy con cách suy niệm, dầu con rất thích. Chị Mary thấy con đạo đức đủ rồi, nên cứ để con đọc kinh thôi. Có một hôm, bà Phước trường dòng hỏi con. Trong những ngày nghỉ, nếu ở một mình thì con làm gì? Con trả lời. Phía sau giường con nằm có một chỗ trống, con lẻn vào trong ấy, kéo tấm màn che kín đi, rồi suy nghĩ. Vậy con suy nghĩ về cái gì? Dạ, con suy nghĩ về Chúa, về cuộc đời. Về sự sống đời đời, nói tắt là con suy nghĩ. Bà cười con quá. Sau này thỉnh thoảng bà lại nhắc đến chuyện ấy và hỏi con có còn suy nghĩ nữa không. Giờ đây con mới nhận ra là bây giờ Chúa đã âm thầm dạy con suy niệm mà con không ngờ. Teresa cấm phòng dọn mình trước lễ lần đầu tiên. 3 tháng chuẩn bị đi qua mau chóng, chả mấy chốc đã đến ngày vào phòng. Cấm phòng 3 ngày trọn, Teresa rước lễ vỡ lòng ngày thứ 5, 8 tháng 5 năm 1884.
và suốt thời gian ấy con ngủ lại trong trường các bà. Tuần cấm phòng ấy để lại trong đời con một kỷ niệm êm đềm khôn tả. Nếu trước kia con lấy làm khổ cực vì phải ở trong ký túc xá, thì giờ đây con đã được bù đắp lại bằng mấy ngày hạnh phúc chờ mong trong Chúa. Con tưởng rằng ngoài tu viện ra, người ta không thể nếm được niềm vui ấy ở nơi nào khác. Vì chúng con không đông lắm, nên các bà đã ân cần lo cho chúng con khác nào các bà mẹ chăm sóc cho con mình. Con được các bà chăm sóc hơn những đứa khác. Tối nào bà Nhất cũng xách đèn đến tận giường hôn con và tỏ tình thương con lắm. Có một tối, vì thấy bà thương con quá, con cảm động nói với bà là con sẽ tỏ cho bà biết một chuyện tâm sự bí mật. Con sẽ lấy dưới gói ra cuốn sách nhỏ quý giá con đưa cho bà và mắt con sáng lên vì vui sướng. Ban sáng, mọi người đều thức dậy. Giả con biết rửa mặt, chải đầu lấy như chúng nó thì con hay biết mấy. Nhưng khốn khổ con không quen lạp lẫy. Không có chị Mary để uống tóc cho con phải bẽn lẽn mang lượt lại nhờ bà coi phòng rửa mặt chải giúp. Bà cười vì thấy một đứa con gái 11 tuổi đầu mà không biết chải tóc lấy. Tuy thế bà cũng phải chải giúp con. Có điều là bà chải không được im như chị Mary và đầu bị đau. Con cũng không dám kêu như khi ở nhà, mỗi khi được bàn tay mềm mại của má đỡ đầu chải cho con. Trong tuần cấm phòng, con nghiệm thấy con là một đứa trẻ được chiều chuộng hiếm có, nhất là đối với những đứa trẻ mồ côi như con. Ngày nào bà cũng đến thăm con và cho con quà bánh. Chị Mary và Leonie cũng đi với bà. Vì vậy, tuy sống xa gia đình, con cũng không thấy thiếu thốn gì cả. Bầu trời tuần tĩnh tâm của con không một chút mây vẫn. Con hết sức chăm chú nghe giảng và ghi tóm tắt các lời của cha Domain giảng dạy. Còn những tư tưởng do con suy nghĩ được thì con không biên chép gì cả, vì nghĩ rằng không bao giờ con quên được, và quả thật có đúng như vậy. Con rất sung sướng khi được đi dự tất cả các giờ kinh của các bà. Chị Leonie đã tặng con một tượng ảnh chuộc tội lớn. Để có thể khác chị em, con đeo và thắt lưng giống như kiểu các cha truyền giáo. Trông thấy tượng ảnh chuộc tội ấy, các nữ tu phải thèm và cho rằng con đeo như thế là để bắt chước chị dòng kính của con. Quả bây giờ con hằng nghĩ đến chị, vì con biết Pauline của con cũng đang cấm phòng như con, không phải để đón Chúa Giêsu nhưng để hiến toàn thân cho người. Do đó mà tuần tĩnh tâm lại quý hóa gấp đôi. Chị Agnes Giêsu dọn mình khấn dòng cùng ngày với Teresa dọn mình rước lễ lần đầu. Con còn nhớ một buổi sáng con phải xuống phòng bệnh vì con ho quá. Từ ngày con ốm, các bà đề phòng cẩn thận lắm. Hơi nhức đầu một tí, hay các bà thấy con hơi sinh sao khác thường là cho con ra ngoài đổi khí hay xuống phòng bệnh nghỉ. Mặc dầu đang cấm phòng, chị Celine cũng được phép vào thăm con và tặng con tấm ảnh làm con thích quá. Đó là ảnh bông hoa nhỏ của Chúa Giêsu trong nhà chầu. Con lấy làm sung sướng vì được chị Celine tặng cho con cái quà kỷ niệm ấy. Nhờ có Celine mà con thấy trào lên không biết bao nhiêu tâm tình yêu mến. Hôm trước ngày trọng đại, con lĩnh phép giải tội lần thứ hai. Con xưng lại hết các tội. Nhờ đó linh hồn con được bằng yên thư thái và chủ nhân lành không nỡ để sợi dây buồn nào làm vẫn đục tâm hồn con. Đến chiều, cả nhà đến thăm con. Con xin lỗi tất cả mọi người, nhưng con cảm động quá nói chẳng nên lời. Con chỉ biết nói rằng nước mắt thôi. Tuy thiếu chị Pauline mà con vẫn cảm thấy hằng chị ở bên. Chị đã nhờ chị Mary chuyển cho con một mẫu ảnh đẹp. Con ngắm hoài không chán và con đem khoe cho mọi người cùng xem. Con đã viết thư xin cha Pishon cầu nguyện cho con. Con trình người là sau này là con sẽ vào dòng kính và sẽ nhận người làm cha linh hồn. Quả thật, 4 năm sau, con vào dòng kính và giải bày tâm hồn con cho người. Chị Mary lại trao cho con một lá thư của người gửi. Thật sung sướng quá. Mọi hạnh phúc dồn dập đối với con trong một lúc. Trong thư có một câu làm con thích hơn cả. Ngày mai, cha sẽ lên bàn thánh dâng lễ cầu nguyện cho con và Pauline. Ngày 8 tháng 5, Pauline và Teresa lại càng kết hợp khăng khít với nhau hơn nữa và Chúa Giêsu đã đổ tràn ơn xuống cho tất cả hai người như nhau.
Và cuối cùng, ngày đẹp đẽ nhất đã đến. Mỗi câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày hạnh phúc ấy đều ghi lại trong tâm hồn con như những kỷ niệm quý báu không tả. Hôm ấy con vui vẻ thức dậy. Rồi nào là những cái hôn kính cẩn và dịu hiền của các bà và các bạn lớn. Nào là căn phòng rộng lớn chứa đầy lớp trắng như tuyết mà chúng con sẽ lần lượt được mặc. Nhất là cuộc rước vào nhà nguyện và ca khúc ban mai. Ôi bàn thánh, các thiên thần chầu quanh. Teresa sung sướng rước Chúa lần đầu. Nhưng con không muốn kể tỉ mỉ, vì có nhiều chất thơm không đậy kín sẽ hả hơi. Cũng như có lắm ý nghĩ không thể lấy lời nói mà diễn tả được, vì ngôn ngữ thế gian sẽ làm mất ý nghĩa thâm sâu và siêu việt của nó. Những tư tưởng ấy khác nào hòn đá trắng trao vào tay người chiến thắng, và trên hòn đá ghi khắc một tên mà chẳng ai hay, trừ ra người được lãnh lấy trong tay. Ôi ngọt ngào thay cái hôn đầu tiên của Thiên Chúa tặng cho linh hồn con. Đó là cái hôn ân ái làm con cảm thấy Chúa yêu con quá. Bất giác con thưa cùng người: Lạy Chúa, con yêu Chúa và con xin tận hiến đời con cho Chúa. Chúa không đòi con phải chiến đấu hay hy sinh gì cả, vì Chúa Giêsu và bé Teresa đã nhìn ngắm nhau, đã hiểu nhau từ lâu rồi. Hôm ấy không phải chỉ là nhìn ngắm, nhưng là kết hợp cùng nhau. Hai người đã trở nên một. Teresa đã tan biến đi như giọt nước rớt xuống đại dương, rồi tan biến trong đại dương. Chỉ còn lại mình Chúa Giêsu là Chúa và là Vua. Teresa đã xin Chúa đừng để cho nó còn tự do, vì tự do làm nó sợ hãi. Nó cảm thấy mình yếu đuối quá, mỏng manh quá, nên muốn đời đời kết hợp cùng Chúa là sức mạnh vô biên. Niềm vui dạt dào quá, bao lao quá, lòng nó chứa chẳng hết, nên dòng lời vui mừng đã lã chả tuôn rơi, làm chị em bỡ ngỡ. Đến sau các chị hỏi nhau: Tại sao nó khóc thế nhỉ? Phải chăng lương tâm nó có điều gì ấy nấy đó? Không có, không phải đâu, chắc là nó tủi thân. Vì hôm nay không có má, hay là tại chị của nó ở trong vòng kính rồi đi không được? Chị em bạn con không hiểu rằng, ơn trời đổ xuống trong tâm hồn lưu đày này, thì làm sao nó chịu được mà chẳng khóc? Ôi không, sự vắng mặt của má trong ngày con rước lễ lần đầu không hề làm con buồn. Cả thiên đàng không ở trong tâm hồn con sao, mà má chẳng ở trong thiên đàng ấy lâu rồi sao? Bởi vậy, trong khi con rước Chúa Giêsu, con cũng tiếp rước cả má. Người đã chúc phúc cho con và vui mừng khi thấy con được hạnh phúc. Con cũng không khóc vì xa vắng chị Pauline. Dĩ nhiên là nếu có chị ở bên thì con hạnh phúc hơn. Nhưng con đã dâng hy sinh ấy cho Chúa từ lâu rồi. Hôm ấy con được vui mừng hoàn toàn. Con kết hợp cùng chị là người đã hiến trọn đời cho đấng đã hiến thân mình cho con một cách âu yếm dịu dàng. Chiều hôm ấy, chính con được đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Vì con là đứa mồ côi mẹ phần xác từ thời mang sữa. Bây giờ được đại diện chị em để nói với mẹ phần linh hồn thì thật là chí lý. Con lấy hết lòng sốt sắng để nói với người, dâng mình cho người như một đứa trẻ gieo mình trên cánh tay mẹ, phải nhìn xem bông hoa nhỏ của người và mỉm cười với nó, vì chẳng phải chính người đã hiện ra và mỉm cười với nó để nó được chữa khỏi bệnh đấy ư? Và Đức Mẹ đã chẳng đặt trên đài của bông hoa nhỏ này, Chúa Giêsu là bông hoa đẹp nhất ngoài đồng nội và là đóa huệ mọc dưới thung lũng là gì? Tối hôm ấy, con được về sum họp với gia đình. Ngay từ ban sáng sau thánh lễ, con đã hôn ba và bà con. Nhưng đến lúc này mới là lúc sum họp thật sự. Bà nắm tay nữ hoàng dắt về nhà dòng kính. Con được gặp Pauline, bây giờ đã là thành bạn trăm năm của Chúa Giêsu rồi. Chị cũng đội lớp trắng như con, với vòng hoa hường của chị. Ôi, niềm vui của con thật trọn vẹn, không pha chút bụi cay đắng. Bữa tiệc gia đình chiều hôm ấy cũng đem lại cho lòng con một cái gì vui vui. Vua bàn cho con một cái đồng hồ đẹp lắm, làm con khoái chí. Con vui mừng thương nếm bình an nội tâm mà những nhộn nhịp bên ngoài không làm mất đi được. Nhưng rồi ngày đẹp qua đi,
Đêm về, con ngủ với chị Mary. Những ngày rực rỡ nhất cũng phải qua đi để nhường chỗ cho đêm tối. Chị của ngày trước lễ lần đầu duy nhất là vĩnh viễn trên thiên đàng mới không có đêm về. Teresa ao ước rước Chúa mãi mãi. Hôm sau trời vẫn đẹp, nhưng đã vương chút mây sầu. Chiếc áo đẹp Mary mua cho con và những món quà tặng hôm trước không làm con vui thích nữa. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho con được thỏa mãn. Con khao khát mong mỏi được rước Chúa lần thứ hai. Chừng một tháng sau, vào dịp lễ Chúa Thăng Thiên, con đi xưng tội và cả gan xin phép rước lễ. Thật quá lòng mong ước, Cha giải tội đã cho con toại nguyện. Thế là con được sung sướng rước Chúa lần thứ hai và được quỳ giữa ba và chị Mary. Cái kỷ niệm ngày rước Chúa lần thứ hai thật êm đềm. Nước mắt lại ú tràn và con cảm thấy êm đềm quá. Con lặp đi lặp lại lời sau đây của Thánh Phaolô: giờ đây không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Trích từ Galat chương 2 câu 20. Từ lần ấy trở đi, càng ngày con càng khao khát rước mình Thánh Chúa và con được phép rước lễ trong tất cả các lễ trọng. Tối hôm trước những ngày trọng đại ấy, chị Mary đặt con lên đầu gối và giúp con dọn mình như khi con rước lễ lần đầu. Con còn nhớ có một lần chị nói về sự đau khổ và bảo con rằng chắc Chúa sẽ bồng con trên cánh tay như bồng đứa con nhỏ, chứ không để con đi trên đường đau khổ đâu. Teresa ước ao đau khổ. Sáng hôm sau, khi rước lễ rồi, con lại nhớ lời chị nói hôm trước. Tâm hồn con bỗng cảm thấy khát khao chịu đau khổ và đồng thời con tin rằng Chúa Giêsu sẽ dành cho con rất nhiều thánh giá. Con cảm thấy lòng tràn ngập an ủi đến nỗi coi những thánh giá ấy như những ân huệ lớn lao nhất đời con. Đau khổ đã trở thành một hấp lực làm con say mê mà con chưa hiểu thấu cái sự tuyệt diệu của nó. Từ ngày ấy về trước, con đã chịu đau khổ, nhưng không hề yêu đau khổ. Từ ấy về sau, con cảm thấy yêu mến đau khổ thật sự. Con cũng cảm thấy chỉ muốn yêu một mình Chúa và tìm hoan lạc trong người mà thôi. Thường trong lúc rước lễ, con lặp lại lời sách gương phúc: ôi Chúa Giêsu, Chúa chính là đấng dịu hiền khôn tả. Xin hãy biến đổi mọi an ủi ở đời thành những chua xót đắng cay cho con. Trích sách Gương Chúa Giêsu quyển thứ 3 chương 26 câu 3. Con thốt ra lời nguyện ấy một cách tự nhiên. Dường như con lặp lại lời ấy không phải do ý con, giống như một đứa trẻ nói lại lời của một người lớn thân thích đã mớm cho. Sau này con sẽ nói cho mẹ hay Chúa Giêsu đã khấn làm theo ý con như thế nào, và một mình người đã trở nên sự êm ái ngọt ngào cho con làm sao. Nếu con kể cho mẹ nghe bây giờ, thì hóa ra con bỏ dở câu chuyện thời thơ ấu còn rất dài để bắt quàng sang chuyện tuổi hoa mất rồi. Teresa dọn mình lãnh phép thêm sức. Sau khi rước lễ lần đầu ít lâu, con lại vào phòng để dọn mình chịu phép thêm sức. Con đã dọn mình rất kỹ càng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Con không hiểu tại sao người ta lại ít quan tâm đến việc chịu bí tích tình yêu này. Thường thường người ta chỉ cấm phòng có một ngày để dọn mình chịu phép thêm sức. Nhưng vì Đức Cha không đến đúng hẹn, nên con được cấm phòng thêm một ngày nữa. Con lấy điều ấy làm an ủi lắm. Bà đưa chúng con đi giải trí ở trên núi Cassin. Kiểu nói khoa trương ám chỉ một mô đất nhô cao trong hoa viên của nhà trường. Ở đây, con hái thật nhiều bông bạch cúc lớn để dùng trong lễ mình thánh sắp tới. Ôi, tâm hồn con tràn ngập vui sướng. Con hân hoan đón chờ Chúa Thánh Thần như các tông đồ xưa. Nghĩ đến việc mình sắp trở nên người công giáo hoàn toàn và nhất là được giám mục ghi dấu thánh giá nhiệm màu trên trán, thì lòng con lại hớn hở vui mừng. Rồi giờ phút hạnh phúc đã đến, con không thấy gió mạnh thổi ào ào như khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, như một làn gió hiu hiu mà tiên tri Elia đã thấy rì rào trên núi Horeb. Ngày ấy, con nhận được sức mạnh để chịu đau khổ, vì ít lâu sau, linh hồn con bắt đầu chịu hành khổ. Chị Leonie làm mẹ đỡ đầu cho con.
Chị cảm động quá, khóc ròng suốt giờ Đức Cha cử hành nghi lễ. Chị lên rước lễ cùng con, vì trong ngày tốt đẹp ấy, con cũng được phép kết hợp cùng Chúa Giêsu. Teresa thấy khổ khi sống trong ký túc xá. Những ngày lễ vui mừng và đáng nhớ ấy rồi cũng qua đi, con lại trở về đời sống bình thường, nghĩa là lại phải tiếp tục đời sống lưu trú quá nặng nề. Trong ngày rước lễ lần đầu, con thích sống với những chị em đồng lứa tuổi, có sẵn thiện chí và cũng dốc quyết tập tành nhân đức như con. Đến bây giờ con lại phải sống với những đứa mà tâm tình khác hẳn. Chúng không hề chăm lo học hành, lại không muốn giữ kỷ luật, nên con thấy khổ quá. Tính con vốn vui vẻ, nhưng lại không biết những trò chơi của những đứa trẻ đồng lứa tuổi. Trong giờ chơi, con hay đứng giữa gốc cây và trầm tư mặc tưởng. Con bày ra một trò chơi thích thú là đưa đám chôn những con chim nhỏ chết ở dưới gốc cây. Nhiều chị em bạn cũng cộng tác với con, nên đã tạo được một nghĩa trang rất xinh có trồng cây và hoa. Cây cối trong nghĩa trang cũng chỉ nhỏ xíu, tương đối với những chú chim non của chúng con. Con còn bày ra trò chơi khác là kể chuyện cổ tích, chuyện do con bày đặt. Nghĩ đến đâu, con kể đến đó. Chị em chúng bạn xúm xính quanh con và chăm chú nghe. Đôi khi cả các chị lớn cũng đến dự thính. Một câu chuyện con kể dài dai dẳng từ mấy ngày mới hết. Vì càng kể con càng cao hứng và nảy thêm những ý tưởng. Nhất là khi thấy nét mặt các chị bạn lộ vẻ say sưa, nhưng chẳng bao lâu thì bà cấm tiếp tục làm cái nghề hùng biện ấy. Vì bà muốn chúng con chạy nhảy chơi đùa chứ không cho ngồi gẫu tán chuyện. Học cái gì con cũng thuộc chóng lắm. Nhưng chỉ thuộc đại ý thôi, còn học từng chữ thì con thấy vất vả quá. Vì thế, trước ngày rước lễ lần đầu một năm, gần như ngày nào con cũng phải xin phép học sách giáo lý trong giờ chơi. Cố gắng của con đem lại kết quả tốt đẹp, vì bao giờ con cũng được đứng nhất lớp. Nếu chẳng may con quên một tiếng thôi, là con mất chỗ danh dự liền. Bây giờ con lấy làm đau đớn và khóc thút thít. Cha Domini không làm sao mà dỗ được. Cha thích con lắm. Nhưng không phải là lúc con khóc đâu. Người gọi con là tiến sĩ tí hon, vì tên thánh của con là Teresa. Có một lần một chị bạn ngồi liền sau con không thuộc câu hỏi trong sách giáo lý để hỏi cho đứa khác thưa. Cha Domini hỏi cả lớp xem có ai nhớ câu đó không. Chẳng có chị nào thuộc cả, nên người lại hỏi con xem con có xứng đáng ngồi chủ nhất không. Với tinh thần khiêm tốn thẳm sâu, con chỉ chờ có bấy nhiêu thôi. Cha nói xong, con đứng phắt lên và đọc trơn tru câu hỏi ấy, không vấp váp một chỗ nào, làm cả lớp phải ngạc nhiên. Sau ngày rước lễ lần đầu, con vẫn còn ham học sách giáo lý cho tới ngày bỏ lưu trú. Con học giỏi lắm, gần như bao giờ cũng đứng nhất, nhất là hai môn sử ký và luận văn. Bà nào cũng khen con là con học sáng, chỉ có cậu mợ thì lại là cho con được cái hiền lành, thùy mị nhưng lại dốt, phán đoán ngay thẳng nhưng lại vụng về. Chắc bây giờ cậu mợ vẫn cho con là con dốt như xưa, nhưng con không lấy điều ấy làm lạ. Vì tính con vốn nhút nhát và ít nói, chữ của con viết thì nguệch ngoạc như mèo cào, chính tả thì bạ sao viết thế. Nhưng làm các việc lặt vặt như việc thiêu may chẳng hạn thì con lại khá. Tuy vậy có khá thì chỉ khá đối với các bà thôi, chứ đối với người ta thì cách làm việc của con quả là vụng về. Con coi đó là một đặc ân của Chúa. Chúa muốn con thuộc trọn về Ngài, nên đã chấp nhận lời con nguyện xin mà đổi mọi an ủi ở đời thành nỗi cay đắng chua xót. Điều đó chẳng cần thiết cho con hơn cả, vì hễ được khen thì con thấy mình nao lên. Trước mặt con, không bao giờ người ta khen con sáng dạ mà chỉ khen đứa khác thôi. Vì thế con cho là con dốt nát thật và nén lòng chịu như vậy. Teresa thấy tình đời đen bạc. Con vừa dễ cảm vừa hay thương, nên nếu có ai hiểu con thì có lẽ con liền yêu hết tình ngay. Con có kết thân với hai chị cùng tuổi. Con yêu hai chị lắm và hai chị cũng yêu con hết lòng. Nhưng than ôi, chẳng bao lâu con biết là người ta không hiểu mối tình của con. Một trong hai chị bạn của con vì hoàn cảnh bắt buộc phải nghỉ học mấy tháng. Trong thời gian xa vắng,
lòng con hằng tưởng nhớ tới chị và cẩn mật gìn giữ chiếc nhẫn chị trao cho con. Ngày chị trở lại, con mừng khôn tả. Nhưng than ôi, chị chỉ đáp lại bằng cái nhìn dửng dưng. Con yêu mà không được yêu. Con biết lắm, nhưng một khi người ta đã từ chối thì con cũng không thèm ăn xin. Chúa đã ban cho con một tấm lòng chung thủy, đến nỗi một người khi ta đã yêu cách trong sạch thì con cũng yêu mãi. Chính vì thế con vẫn yêu và cầu nguyện cho chị bạn của con. Thế chị Celine yêu một bà, con cũng muốn bắt chước chị. Nhưng vì không biết cách lấy lòng người thế gian nên con đã thất bại. Ôi sự vụng dại có ích lắm thầy, nó tránh cho con bao nhiêu điều đáng tiếc. Con cảm tạ Chúa vô cùng vì đã cho con chỉ thấy đắng cay trong tình nghĩa thế gian. Nếu không, trái tim non nớt này sẽ sa cảm bẫy và bị hớt cánh thì làm sao bay về chốn an nghỉ được. Một khi tình yêu đã ràng buộc với tạo vật rồi thì làm sao kết hợp mật thiết với Chúa được. Con tưởng không thể được. Vì chưa kề môi nhấp chén thuốc độc của tình thương quá nồng nàn của các tạo vật trần ai, nên con xác tín là con xét không sai. Con đã tưởng thấy nhiều linh hồn bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng giả dối này. Họ đã bay đến quyện chung quanh và bị cháy cánh như những con thiêu thân. Bây giờ mới trở về với nguồn sáng chân thật và im dịu của tình yêu. Tình yêu ấy sẽ ban cho họ đôi cánh mới, rực rỡ và nhẹ nhàng hơn, để có thể bay về cùng Chúa Giêsu là ngọn lửa thần cháy sáng mà không thiêu hủy. Teresa cảm ơn Chúa đã giữ gìn. À, con hiểu rồi. Chúa không để con bị cám dỗ vì thấy con còn yếu ớt quá. Nếu con nhìn thấy ánh sáng giả dối đó rực sáng trước mắt thì nó đã thiêu cháy rồi. Nhưng không phải thế đâu. Thật ra con chỉ gặp được cay đắng trong những chuyện đời mà nhiều linh hồn can đảm mạnh mẽ hơn lại gặp được vui sướng. Nhưng rồi vì muốn giữ lòng trung hiếu cùng Chúa, các linh hồn ấy đã tung mình thoát khỏi. Con không có chút công nghiệp gì hết khi chẳng vương mắc tình yêu tạo vật, chỉ vì Chúa nhân lành thương xót gìn giữ con mà thôi. Con biết nếu không có Chúa giúp thì có lẽ con sa phạm tội như thánh Maladena xưa. Giờ đây tâm hồn con còn vang dội êm đềm lời Chúa cùng ông Simon ngày trước. Con vẫn nhận ai được tha ít vì yêu ít. Nhưng con cũng hiểu Chúa tha cho con nhiều hơn thánh Maladena vì Chúa đã tha trước cho con rồi bằng cách là không để con sa ngã. Ôi, ước chi con giải thích được điều con cảm thấy. Con xin lấy một ví dụ để giải thích phần nào ý tưởng của con. Một bác sĩ thông thái kia có một cậu con trai. Cậu đi đường vấp phải hòn đá, ngã xuống và gãy một tay. Cha cậu chạy lại, âu yếm nâng con dậy và băng bó vết thương. Ông đem hết kinh nghiệm và tài ba của ông để chữa chạy cho con. Ít lâu sau, cậu con đã lành hẳn. Cậu tỏ dạ biết ơn cha. Phải, cậu yêu cha phải lắm. Nhưng con xin lấy một giải thuyết khác. Người cha biết trên đường cậu đi có một hòn đá. Ông vội chạy trước con ông và cày bỏ hòn đá ấy đi. Ông làm kín đáo không cho ai biết. Dĩ nhiên là cậu con được cha thương yêu phòng xa cho như thế sẽ không biết cái tai nạn mà cha mình đã tránh cho mình. Vì không biết nên cậu chẳng tỏ tình biết ơn cha và cậu yêu cha ít hơn là khi cha chữa cho lành. Nhưng giá cậu biết cái tai nạn mà cậu vừa thoát khỏi là nhờ ơn cha thì cậu lại chẳng yêu cha hơn ư? Ấy, con cũng được một người cha yêu thương và phòng xa cho như thế. Ngài là đấng đã sai ngôi lời xuống thế không phải để cứu người lành nhưng để cứu kẻ có tội. Ngài muốn cho con yêu mến Ngài vì Ngài đã tha thứ cho con, không phải là tha nhiều mà là tha tất cả. Ngài chẳng đợi cho con yêu mến hết lòng như thánh Maladena mà lại muốn con biết Ngài đã yêu con bằng thứ tình yêu phòng xa, để bây giờ không phải con chỉ yêu Chúa hết lòng mà là yêu đến điên dại. Người ta thường nói rằng linh hồn tội lỗi ăn năn sám hối bao giờ cũng mến Chúa hơn những linh hồn vốn hằng trong sạch. À, đã vậy con sẽ làm cho lời ấy không đúng sự thật nữa cho mà xem. Teresa bị bệnh bối rối. Con đã lạc xa quá rồi nên con xin trở lại ngay vấn đề. Gần như suốt một năm sau ngày trước lễ lần đầu,
con không hề bị thử thách gì trong nội tâm cả. Nhưng khi con cắm phòng trước lễ lần thứ hai, con bắt đầu bị chứng bệnh bối rối. Chị có ai đã từng qua những thử thách đau đớn này mới có thể hiểu được. Bây giờ mà phải kể cho mẹ nghe con đã chịu đau khổ như thế nào trong suốt 1 năm rưỡi ấy, thì con không tài nào làm được. Bất cứ một tư tưởng nào, một hành động nào, dù nhỏ mọn đến đâu, cũng làm con bối rối lo lắng. Chỉ khi nào con thổ lộ hết nỗi lòng cho chị Mary, tâm hồn con mới được yên. Nhưng điều đó làm con khổ tâm lắm, vì con phải thú cả những tư tưởng kỳ cục của con, nghĩ về chính chị nữa. Vừa trút được gánh nặng, con liền được bình an. Như bình an ấy đi qua như cái chết, để tâm hồn con bị dày vò sâu xé. Chị Mary phải nhẫn nại lắm mới có thể nghe con tâm sự hoài mà không tỏ vẻ nhàm chán. Con vừa ở trường dòng về là chị lại uống tóc cho con. Ngày nào nữ hoàng của ba cũng phải uống tóc, ba mới bằng lòng, làm cho các chị bạn, nhất là các bà phải bỡ ngỡ, vì chưa có đứa trẻ nào được cha mẹ cưng như thế. Đang khi ấy, con vừa khóc vừa kể lể tất cả những nỗi lòng. Đến cuối năm ấy, chị Celine mãn học về nghỉ, thế là bé Teresa phải đi học một mình, vì thế chẳng được bao lâu thì nó ngã bệnh. Điều đó chẳng có gì lạ, vì ở ký túc xá chỉ có được một cái thú là được sống bên cạnh Celine. Bây giờ Celine không còn nữa thì làm sao em ở lại được? Teresa học thêm tại nhà bà giáo. Năm lên 13 tuổi, con bỏ học trường dòng và tiếp tục việc học với bà Papinau mỗi tuần ít nhiều giờ. Bà là người rất tử tế, học rộng nhưng cách ăn hơi có vẻ gái già một chút. Bà ở với mẹ bà, cái cảnh sống của bộ ba trong gia đình này đến nực cười. Người thứ ba là con mèo cái. Con đến khổ vì nó cứ nằm trên vỡ của con rồi rên khừ khừ, nhưng trong nó uốn éo cũng thấy vui vui. Con đã may mắn sống trong bầu khí ấm cúng của gia đình. Nhưng vì cô giáo đã lớn tuổi và cho rằng quãng đường với Sunset hơi xa, nên bảo con lại học đàn nhà cô. Bao giờ đến, con thường gặp bà cụ Khoshan dán đôi một kính nhìn con, rồi gọi con bà với một giọng bình thản trang trọng. Bà Papinau, cô Teresa đến đây rồi. Bằng một giọng trẻ con, bà giáo trả lời. Thưa má, con đây rồi. Thế là một lúc sau, giờ học bắt đầu. Học ở đây có một cái lợi là ngoài việc học chữ, con còn hiểu biết sự đời. Thật là khó tin. Trong căn phòng bày trí theo lối cổ và xếp đầy sách vở này, con thường được dự nhiều buổi tiếp khách thuộc đủ mọi thứ người. Linh mục, các bà, các cô. Khi có thể thì bà Consen tiếp chuyện để con bà dạy học. Nhưng những ngày ấy, con chả học được bao nhiêu. Mắt thì cắm vào sách, mà tai thì nghe đủ chuyện, cả những chuyện giá đừng nghe thì hơn. Sự hư vô dễ lẻn vào tâm hồn. Có bà khen con có bộ tóc đẹp lắm. Một bà khác lúc ra về tưởng con không nghe nên hỏi: cô này là con ai mà xinh thế? Câu nói ấy của bà không có ý cho con nghe, nên càng làm con khoái chí hơn. Thế mới biết con giàu từ ấy lắm thầy. Ôi tội nghiệp thầy bao linh hồn phải hư mất. Người ta dễ lạc hướng trên con đường trần gian rắc đầy hoa. Có lẽ đối với một linh hồn đã bước được vài bước trên con đường thánh thiện, thì những mơn trớn của thế gian vẫn pha mùi vị cay đắng, và những lời khen ngợi chóng qua không thể lấp đầy cái hố ước vọng mênh mang được. Giả như tâm hồn con đã không được cất lên cùng Chúa từ thời chớm dậy, và nếu thế gian đã mỉm cười với con từ lúc con vừa bước chân vào đời, thì bây giờ con đã ra thế nào rồi? Ôi mẹ yêu dấu, giờ đây con phải cất tiếng hát để ca tụng Chúa lân ái với tấm lòng biết ơn vô bờ bến. Phải chăng, theo lời sách khôn ngoan, Chúa đã cất con ra khỏi thế gian trước khi thế gian ác độc làm con hư tâm hồn và trước khi những hào nhoáng giả tạo của thế gian mê hoặc tâm hồn con. Teresa muốn vào hội con Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria cũng chăm sóc cho hoa nhỏ của người khỏi thế gian làm hoen ố. Người đã dẫn nó lên núi của người từ thời chưa kịp phô sắc khoe hương. Trong khi chờ đợi ngày hạnh phúc ấy, bé Teresa lớn lên trong tình yêu Đức Mẹ.
Để minh chứng lòng yêu ấy, Teresa đã phải làm một việc rất khó khăn mà con xin kể tóm tắt mấy lời dưới đây, mặc dầu câu chuyện thật là dài. Hầu như vừa vào học trong trường dòng, con liền nhập hội các thiên thần ngay. Con rất mến những việc làm tôn sùng của hội, vì con vốn hằng cầu xin các thiên thần, nhất là các thiên thần Chúa đã ban để làm bạn với con trên chốn khách đầy này. Trước lễ lần đầu ít lâu, con bỏ băng hội các thiên thần để theo băng tập sự hội con Đức Mẹ. Nhưng khi bỏ trường dòng, con vẫn chưa được nhập hội với tư cách cựu học sinh. Con xin thú thực rằng, con không ham gì cái đặc ân làm cựu học sinh ấy. Nhưng con nghĩ một điều là các chị con đều là con Đức Mẹ cả. Con sợ mình thua kém các chị trong việc làm con Đức Mẹ chăng? Nên con khiêm tốn, mặc dầu xử sự như thế con phải khổ tâm lắm, xin được phép nhập hội con Đức Mẹ trong dòng. Bà Nhất không muốn từ chối, nhưng bắt con phải chịu điều kiện là mỗi tuần phải đến nhà dòng 2 buổi chiều để xem con có xứng đáng được nhận vào hội không. Cái phép ấy không những không làm con vui thích mà làm con khổ vô cùng. Con không có quen thân với một nữ tu nào như những cựu học sinh khác để đến nhà dòng nói chuyện hàng giờ. Con chỉ đến chào bà rồi làm thinh học may cho đến hết giờ. Chả ai để ý đến con nên con trèo lên gác nhà nguyện và chầu Thánh Chúa, cho đến lúc bà đến đón con. Con chỉ tìm thấy niềm vui an ủi ở đây thôi, vì Chúa Giêsu chẳng phải là người bạn duy nhất của con đấy ư. Con chỉ biết nói chuyện với Chúa thôi, nói chuyện với người thế gian thì dù là nói chuyện đạo đức, con cũng thấy mệt mỏi lắm. Con thấy rằng nói chuyện với Chúa hơn là nói chuyện với nhau về Chúa, và trong những câu chuyện đạo đức cũng pha phôi nhiều lòng tự ái lắm. À, chỉ vì Đức Mẹ mà con phải đến trường dòng. Có lắm lúc con cảm thấy mình trơ trọi cô độc quá. Cũng như những ngày con lưu học tại đây, con thơ thẩn đi dạo trong sân lớn, và nhờ lặp lại lời sau đây mà con được bình an và can đảm. Đời không phải là chốn an nghỉ, nhưng chỉ là con tàu bập bềnh trôi. Teresa thích thuộc lòng câu thơ của Lamartine trong bài Trầm Tư. Câu nói vắn tắt ấy đã đem lại cho lòng con can đảm. Giờ đây, mặc dầu năm tháng trôi qua xóa nhòa bao nhiêu cảm xúc thánh thiện hồi thơ ấu, hình ảnh con tàu bập bềnh vẫn còn sức ru hồn và nâng đỡ con giữa chốn lưu đày. Sách Khôn Ngoan đã chẳng nói, đời có khác nào con tàu băng mình lướt trên ngàn sóng hỗn loạn, qua đi mà không lưu lại dấu vết nào. Vì thế, tâm hồn con lại chìm trong vô biên tưởng tượng như đã tới bờ vĩnh cửu. Con tưởng dường như con được Chúa Giêsu âu yếm ôm hôn, và con cảm tưởng như thấy mẹ trên trời đến thăm con cùng với ba má và 4 thiên thần nhỏ. Con tưởng thấy là con được đoàn tụ luôn cùng gia đình, tận hưởng đời sống gia đình chân thật và vĩnh viễn. Teresa sẽ thấy buồn khổ khi chị Marie đi tu. Nhưng trước khi thấy gia đình được sum vầy nơi nhà cha trên trời, con còn phải chịu bao cảnh biệt ly. Năm con được vào hội con Đức Mẹ thì lại mất chị Mary. Cô Mary vào dòng kính Lisieux ngày 15 tháng 10 năm 1886, lấy tên là chị Mary de Sacrezeur. Chỗ nương tựa duy nhất của linh hồn con, chị là người hướng dẫn, an ủi và giúp con đi đàn nhân đức. Chị là tấm gương duy nhất của con. Đành rằng Pauline chiếm chỗ nhất trong trái tim con, nhưng Pauline đã đi xa, xa tít mù khơi rồi. Con phải khổ cực lắm để tập quen sống xa chị, để quen nhìn thấy giữa chị và con những bức tường ngăn cách không tài nào vượt qua. Rồi cuối cùng, con phải nhận ra một thực tế buồn thảm này là con đã mất Pauline thật rồi. Chị còn sống, nhưng cũng kể như chết. Chị vẫn thương con, vẫn cầu nguyện cho con, nhưng đối với con, Pauline đã làm thánh rồi. Chị không còn hiểu được chuyện đời nữa. Và nếu chị biết được những đau khổ khốn nạn của bé Teresa của chị, thì chị phải sửng sốt, bỡ ngỡ và không thể yêu nó như ngày xưa được nữa. Vả lại, giá con muốn bày tỏ nỗi lòng cho chị như hồi chị còn ở Bussonet thì cũng chẳng được, vì chỉ có chị Mary nói chuyện với Pauline trong phòng khách thôi. Còn Celine và con thì chỉ khi nào hết chuyện mới được bén mảng đến để từ giã, để đau đớn lòng. Vì thế, con chỉ còn có chị Mary thôi.
Chị là con người thiết yếu của con. Tất cả những điều bối rối của con chỉ ngỏ cùng chị, và con tuyệt đối vâng lời chị. Đến nỗi cha giải tội cũng không biết là con đang mắc chứng bệnh kỳ dị này. Con chỉ xưng đúng tội của chị cho phép xưng, không được thêm một tội nào. Vì thế bề ngoài của con là người ít bối rối nhất, trong khi thực tế con lại là đứa bối rối hơn cả. Chị Mary hiểu biết tâm trạng của con, chị cũng biết ước vọng vào dòng kính của con, và con yêu chị nhiều đến nỗi không thể sống mà không có chị. Teresa được mở thương và rút kinh nghiệm. Hàng năm, mợ mời chúng con thay phiên nhau đi nghỉ mát với mợ ở Trouville. Con thích đi Trouville lắm, nhưng phải đi với chị Mary cơ. Khi không có chị, buồn chán vô cùng. Tuy thế, cũng có một lần đi nghỉ mát ở Trouville, con thấy khoái. Đó là năm ba đi Constantinople. Ông Martin đi Constantinople vào cuối tháng 8 năm 1885. Bởi thế, Celine và Teresa phải nghỉ mát ở Trouville vào khoảng tháng 9. Để chúng con được giải khuây đôi chút, vì biết bà ở xa như thế, chúng con buồn lắm. Chị Mary cho cả Celine và con đi tắm biển 15 ngày. Vì có Celine nên con vui đùa thỏa thích. Mợ cho chúng con được giải trí đủ cách. Nào là cưỡi lừa đi dạo, nào là đi câu cá, vân vân. Bây giờ con được 12 tuổi rưỡi rồi mà vẫn còn trẻ con lắm. Con còn nhớ là con thích lấy vải băng màu xanh da trời, rất đẹp, mợ cho, để cuộc tóc. Đến sau, đi xưng tội ở Trouville, con cũng xưng cả cái trò chơi trẻ con ấy vì con tưởng là có tội. Một hôm con rút được kinh nghiệm mà chính con cũng không ngờ. Con Mary Gurin dường như lúc nào cũng đau ốm nên nó cứ khóc hoài. Bây giờ mợ lại nựng nó, gọi nó bằng những tên thật êm ái, và em bé em của con vừa khóc vừa kêu nhức đầu. Phần con thì hầu như ngày nào cũng nhức đầu mà chẳng kêu ca gì cả. Nhưng có một tối, con muốn bắt chước Mary. Con vào trong sáu phòng khách kiếm một cái ghế bành, rồi ngồi khóc thúc thích. Một lát sau, Jan và mợ chạy đến hỏi con làm sao thế. Con trả lời như Mary. Cháu nhức đầu. Mợ cho rằng con khóc vì chuyện khác, chứ có bao giờ con khóc vì nhức đầu đâu. Bởi thế, thay vì nựng con, mợ lại nói với con như nói với người lớn. Còn Trang thì trách con không tín nhiệm mợ vì tưởng con có điều gì bối rối trong lương tâm. Rốt cuộc, con chẳng được gì nên dốc lòng không bao giờ bắt chước nữa. Bây giờ con hiểu thấm thía câu chuyện ngụ ngôn, chú lừa và con chó cún. Con là chú lừa thấy con chó cún được người ta vuốt ve nên cũng gích cái chân cục thù lù lên bàn để được người ta hôn. Nhưng than ôi, nếu con không bị đòn như con vật khốn nạn kia thì cũng bị một vố đau, và nhờ đó con chừa cái thói muốn người ta để ý đến mình. Con đã phải trả một cái giá đắt lắm thầy. Năm sau, mẹ đỡ đầu của con vào dòng. Mợ lại mời con đi nghỉ mát một lần nữa, nhưng lần này chỉ có một mình con đi thôi. Vì lạ cảnh lạ người, đến nỗi con chỉ ở được chừng 2-3 ngày thì ốm, đành phải trở về Lazier. Bệnh tình của con mọi người cứ tưởng là nặng, nhưng kỳ thật là chỉ là bệnh nhớ business, nên vừa đặt chân đến nhà là con đã khỏi liền. Và chính con đây, một đứa trẻ mà mai ngày chú sẽ cất mất điểm tựa của nó hằng bám vào để sống. Teresa trang trí phòng nhỏ. Vừa biết được ý định của Mary, chắc Teresa biết ý định của Mary khi ở Trouville về, bây giờ vào tháng 7. Con quyết tâm không còn thiết tha đến sự vui thế gian này nữa. Từ ngày bỏ ký túc xá, Teresa có ý nói đến những ngày học tại trường dòng mà tối sẽ ngủ ở nhà. Con ở phòng vẽ của Pauline ngày trước và xếp dọn lại theo ý thích của con. Phòng tổ chức như một tiệm bán chà phô, vừa trang nghiêm vừa ngộ nghĩnh, vừa là vườn cảnh, vừa là chuồng chim. Đằng cuối phòng, trên tường treo lỏng lảnh một cây thánh giá trơn, nó bằng gỗ đen,
và mấy bức tranh con ưa thích. Trên một bức tường khác, một cái sọt có bọc vải mỏng, có vải dải màu hồng, với mấy cọng cỏ mịn màng và dăm bông hoa. Phía trên, bức chân dung chị Pauline hồi lên 10. Thảnh thơi ngự một mình, dưới bức chân dung, con kê một cái bàn. Trên bàn kê đặt một cái lồng lớn, nuôi vô số loài chim. Chúng hát lý lo làm vắng đầu khách đến chơi. Nhưng bà chủ tí hon của chúng lại lấy làm thú vị và cưng chúng lắm. Lại còn một tủ nhỏ sơn màu trắng, bên trong xếp đầy sách giáo khoa và vở làm bài. Bên trên con đặt một tượng Đức Mẹ, vài bình hoa lúc nào cũng có hoa tươi, một chiếc đèn cháy sáng liên lỉ. Chung quanh con xếp vô số tượng các ông thánh bà thánh nhỏ ti ti, với cái mấy cái rổ tí hon bằng vỏ hến và dăm ba cái hộp bằng giấy. Sau hết là một cái vườn treo ở cửa sổ, có những bình hoa trồng những thứ hoa rất hiếm và được con săn sóc chu đáo. Còn một chậu cảnh nữa, con để tận trong viện bảo tàng và trồng thứ cây con thích nhất. Ngay cửa sổ, con kê một cái bàn trải thảm xanh. Giữa bàn đặt một cái đồng hồ cát, một tượng ảnh nhỏ Thánh Giuse, một cái hộp đồng hồ, dăm ba giỏ hoa, một lọ mực, vân vân. Mấy cái ghế què và cái giường cho con búp bê của chị Pauline. Thế là hết tất cả đồ đạc trong nhà con. Quả thật, đối với con, cái phòng sắt nóc này là cả một thế giới và con có thể viết một cuốn sách như ông De Maistre nhan đề, dạo một vòng quanh phòng tôi. Con thích ngồi hàng giờ trong căn phòng này để học hành và suy ngẫm trước cảnh đẹp trải ra trước mắt. Chị Mary sắp đi tù. Khi biết chị Mary sắp đi, con không còn thiết gì căn phòng này nữa. Chị sắp cất cánh bay đi nên con không phút nào rời xa chị. Con quấy rầy chị hoài. Mỗi lần qua trước cửa phòng chị, con lại gõ. Gõ cho đến khi chị mở ra mới thôi. Bây giờ con ôm hôn chị với tất cả tấm lòng yêu mến. Dường như con muốn hôn thật nhiều, hầu để dành cho những ngày không có. Một tháng trước ngày chị vào dòng kính, ba đưa chúng con về chơi ở Ellison. Nhưng chuyến đi này không giống lần trước, vì con chỉ thấy cay đắng và buồn tủi. Con đã khóc ròng bên nấm mồ của má, vì con quên không mang bó hoa xanh con đã hái để tặng người. Cái gì cũng làm con khổ tâm. Hồi đó trái hẳn với bây giờ, vì bây giờ Chúa không để cho lòng con phải đổ vỡ vì một sự phù vân nào. Ngày nay, mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, con cảm tạ Chúa vô cùng, vì ơn trời đổ xuống, chan chứa, biến đổi con thành người mới, khác xưa hoàn toàn. Thực ra khi ấy, con ao ước được ơn, làm chủ tuyệt đối mọi hành vi của mình, chứ không làm nô lệ chúng. Lời sách Gương Phúc đánh động tâm hồn của con nhiều lắm. Nhưng có thể nói, con đã phải mua ơn vô giá ấy bằng chính lòng ao ước khát khao của con. Bây giờ con chỉ là một đứa nhỏ, dường như chỉ biết làm theo ý người khác. Vì thế, những người quen thuộc ở Ellison cho rằng con thiếu bản lãnh. Chính trong dịp này, chị Leonie nhập dòng Thánh Clara. Ngày 7 tháng 10 năm 1886, Leonie đi một mình với cha đến thăm dòng Thánh Clara mà cô biết từ nhỏ. Cô khao khát được nhập dòng quá nên được các bà nhận ngay. Vì yếu, không chịu nổi luật dòng nghiêm ngặt, nên cô đã từ giã nhà dòng Thánh Clara ngày 1 tháng 12 cũng năm ấy. Chị đi vội quá làm con buồn. Buồn vì yêu chị và không được hôn chị trước khi chị đi. Con sẽ không thể quên được vẻ hiền từ và sự lúng túng của ba yêu dấu lúc ba báo tin chị Leonie đã mặc áo dòng Thánh Clara. Ba cũng lấy làm khó hiểu như chúng con, nhưng thấy chị Mary tỏ vẻ không bằng lòng. Ba ở lặng không nói gì cả. Ba đưa chúng con vào thăm nhà dòng. Bước chân đến đây, con thấy lòng se thắt lại. Chưa bao giờ con vào một nhà dòng mà con lại cảm thấy như thế. Hôm đến thăm dòng kính thì trái lại, con thấy lòng phấn khởi vui sướng. Đến lúc thấy các nữ tu ra phòng khách, con lại càng sợ nữa và con cảm thấy không muốn tu ở dòng này một tí nào cả. Còn chị Leonie, trong bộ y phục mới trông xinh ghê,
chỉ bảo chúng con nhìn vào mắt chị, vì từ nay không được còn thấy nó nữa. Nữ tu dòng Thánh Clara ngoài ra ngoài bao giờ cũng cắm mắt nhìn xuống. Nhưng Chúa chỉ nhận hy lễ này một thời gian vắng thôi, vì 2 tháng sau, chị Leonie trở về để chúng ta được ngắm đôi mắt xanh hay đẫm lệ của chị. Khi từ giả Alison, con tưởng chị sẽ tu vĩnh viễn trong dòng Thánh Clara, nên con thấy đau đớn khi phải từ biệt cái phố quạnh hiu hình cánh cung này. Thế là chúng con chỉ còn có 3 người, và chị Mary lại sắp bỏ chúng con mà đi. Ngày chia tay là ngày 15 tháng 10. Gia đình Business vui vẻ và đông đúc. Lúc này chỉ còn có 2 con Úc. Chim câu bỏ tổ ấm bay đi. Những con còn lại cũng muốn đạp cánh bay theo, nhưng đôi cánh còn yếu quá, không cất mình lên được. Dầu vậy, Chúa Nhân Lành lại muốn kêu gọi con chim nhỏ nhất và yếu nhất trong đoàn. Ngài vội vã làm cho đôi cánh của nó mau lớn hơn. Chúa muốn tỏ lòng nhân lành và biểu dương quyền lực của Ngài bằng cách dùng những dụng cụ kém cỏi nhất, nên Chúa đã đoái gọi con trước chị Celine, mặc dầu chị xứng đáng hồng ân ấy hơn con. Chúa Giêsu biết con yếu đuối lắm, nên Ngài đã đưa con về nương thân trong hốc đá trước. Teresa hướng về anh em trên trời. Lúc chị Mary vào dòng kính, con vẫn còn hay bối rối lắm. Con không còn gửi niềm tâm sự cho chị được nữa. Con liền đưa mắt về trời. Con cởi mở nỗi lòng cho 4 vị thiên thần nhỏ đã về chầu Chúa trước con, vì nghĩ những linh hồn ngây thơ trong trắng ấy chứ bao giờ phải bối rối sợ sệt, tất phải thương đứa em Úc của mình đang lao lung trên thế gian này. Con thành thật nói với anh chị, con là đứa em Úc trong gia đình, được các anh chị cưng chiều nhất, và nếu các anh chị còn sống, các anh chị cũng phải cưng chiều con như ở thế gian. Các anh chị sẽ không quên con, trái lại, được sống trong kho tàng của Chúa, chắc các anh chị phải đem bình an xuống cho con, để chứng minh với con rằng ở trên trời người ta vẫn còn biết yêu. Ít lâu sau hơn, bình yên đổ xuống linh hồn con tràn đầy như sóng cuồn cuộn chảy, và con hiểu, trên trời cũng như dưới đất, chỗ nào con cũng được yêu thương chiều chuộng. Từ ngày ấy, con càng thêm lòng sùng kính các anh chị em con. Con thích được nói chuyện cùng anh chị để bày tỏ cho anh chị hay nỗi bồn chồn ở khách đầy này, và niềm khao khát chống được lên họp mặt với các anh chị ở trên quê trời. Teresa thấy mình yếu đuối. Ân trời đổ xuống chan hòa trên con, đâu phải vì con có công trạng gì cho đáng. Vì hồi ấy con còn nhiều thói hư tật xấu lắm. Thật tình thì con cũng muốn tập nhân đức, nhưng có điều là cách con thực hành các nhân đức lại buồn cười lắm. Con xin đăng cử một tỷ dụ làm bằng chứng. Vì là gái Úc nên không quen tự làm lấy công việc của mình. Phòng ngủ của con với chị Celine thì đã có chị dọn. Con cũng chẳng phải mó tay làm một việc gì trong nhà cả. Khi chị Mary vào dòng kính rồi, vì muốn làm đẹp lòng Chúa, con cũng thử dọn giường lấy vài lần. Hay là lúc Celine đi vắng, thì tối đến con đem mấy bình bông của chị vào nhà. Như con đã nói, con làm như thế chỉ có ý làm đẹp lòng Chúa mà thôi, chứ không hề muốn được ai biết ơn. Nhưng than ôi, sự thế lại khác hẳn. Nếu chẳng may chị Celine không tỏ vẻ sung sướng hay bỡ ngỡ về những việc nhỏ mọn con giúp chị, thì con lại không bằng lòng và còn khóc sụt sịt cho chị biết. Cái tính dễ cảm của con thật là khó chịu. Nếu con vô tình làm phiền người thân một chút, thì thay vì bỏ qua và đừng khóc, vì khóc chẳng làm nhẹ tội mà còn phạm thêm một lỗi nữa, thì con lại khóc như Thánh Maladena, khóc chán vì hối hận, rồi con lại khóc vì đã khóc. Bây giờ con lý luận mấy cũng vô ích, con không thể nào chừa được cái tật xấu tồi tệ ấy. Vào dòng kính, con không rõ đã nuôi lý tưởng êm đẹp như thế nào khi con còn mang sữa. Phải chăng Chúa Nhân Từ đã làm một phép lạ nhỏ khiến con lớn lên trong một lúc phép lạ ấy, Ngài đã thực hiện trong ngày lễ sinh nhật, một ngày không thể quên được. Chính trong đêm ánh sáng chói lọi những hồng ân của 3 ngôi cực thánh, Chúa Giêsu thơ ấu và dịu hiền đã biến đêm tối của hồn con thành luồng ánh sáng.
Trong đêm đó, Ngài hóa thân yếu hèn và đau khổ vì thương yêu con để làm cho con trở nên mạnh mẽ và can đảm. Ngài đã võ trang cho con bằng khí giới của Ngài. Từ đêm diễm phúc ấy, con không thất bại trong một cuộc giao chiến nào. Trái lại, con luôn bước đi trong hết chiến thắng này đến hết chiến thắng khác. Có thể nói con đã bắt đầu đi cái bước của người khổng lồ. Dòng lệ của con đã cạn khô đến nỗi rất khó và hòa hoàng con mới khóc. Thật đúng như lời đã nói cho con. Vì trong thời thơ ấu con đã khóc quá nhiều, nên về sau con không còn nước mắt nữa mà khóc.